Vâng, thầy xin mời các em quay lại vào ca thứ hai để chúng ta thực hành bộ đề mà thầy đã gửi cho các em. Xin mời các em. Và xin mời các em quay lại nhóm để chúng ta vào ca hai. Ca một thì chúng ta đã hoàn thành toàn bộ cái từ khóa của luật giáo dục 2005 sửa đổi 2009, đúng không ạ? Chúng ta lấy từ điều 99 đến điều 120 đã hoàn thành đầy đủ rồi, đúng không ạ? Xin mời các em. Xin mời các em quay trở lại về chúng ta thực hành em nhé. Mời các em. Xin mời ạ. Em đã sẵn sàng chưa? Em ơi, đề nó có dễ không? Đề dễ quá nhỉ. Em bảo là em thi ở đề của sở thấy dễ lắm, đây đề của thầy cho khó thế, và trong khi thi nó dễ, đấy là nó là cái đề để test hệ thống thôi, và chúng ta cứ theo như thế nào, và là tùy các em thôi nhá, và cái gì thầy biết thì thầy trao đổi rất thẳng thắn để chúng ta cố gắng học. Và rồi bây giờ quay lại nhá, cả K2 cái đề chúng ta đi làm từ đề thứ nhất nhá. Xin mời các em ở câu hỏi thứ nhất. Thì có lẽ thầy có cần em có rồi, cần thầy để đọc không ạ? Hay là vẫn đọc như nào, em mong muốn như thế nào? Thì đề thầy đã gửi rồi. Thì nhắc lại đề thầy để file PDF đúng không ạ? Và các em để lấy được, đặc biệt các bạn mới chúng ta nháy vào chữ file nhá. Thì khi thầy ghi rất rõ là đề của theo ngày, chúng ta đề theo ngày. Đấy nhá, đề theo ngày. Đấy, được chưa? Thì chúng ta nhớ là như vậy. Thì hôm nay là ngày 11 tháng 10, được chưa? Thầy đã ghi rất rõ đề số 1, đề số 2 rồi của ngày hôm nay rồi. Đúng không ạ? Ngày 11 tháng 10. Và bây giờ các em có cần thầy đọc không, hay là các em sẽ lần lượt trả lời đáp án luôn, hay như thế nào? Và xin mời các em. Mời các em cho ý kiến. Và không cần đọc. Và thế để cho nhanh thì thầy sẽ đọc câu một qua thôi nhá, để ta xem chọn đáp án nào, và các câu nào cần giải thích thì thầy sẽ giải thích. Vì cơ bản là những nội dung chính chúng ta cũng nắm được rồi. Ở câu 1 đúng không ạ? Chúng ta xem về quy định về chịu trách nhiệm hình sự, chúng ta xem quy định ở điều bao nhiêu. Xin mời các em, câu 1. Xin mời các em. Vâng, như vậy để cho nhanh hơn, tiết kiệm thời gian ta chữa được nhiều hơn. Bạn chính này để đọc đi nên nó cũng khó. Đang dậy, vẫn đi dậy ở trường về muộn, và thế thôi thì thầy lại đọc, và đấy, thì cũng có bạn nọ bạn kia nó cũng rất là khó. Và thì câu một nói là quy định đối với viên chức bị truy cứu trách nhiệm hình sự được thực hiện theo điều bao nhiêu luật viên chức 2010? A điều 55, B điều 54, C điều 57 và D điều 56. Và thì chúng ta cứ mặc định với nhau, một ngày thầy sẽ có thể up một hoặc đến hai đề lên cho các em nhé, chứ định kỳ hàng ngày chúng ta sẽ làm nhé, và các em cố gắng lưu ý để tải về làm. Làm rồi thầy chữa thì nó sẽ nhanh hơn, còn phải đọc này sẽ mất thời gian, và cái hiệu quả chữa chắc sẽ là ít hơn. Và thầy cũng hiểu các em có những công việc, và chúng ta cố gắng làm sao để đạt thêm hiệu quả. Và để câu một chúng ta điều 57 thầy không phải giải thích gì thêm nữa nhá. Và ở câu 2 theo luật số 58 đúng không ạ? Cái số luật 58 hay là 10 đấy, Quốc hội khóa 12 ban hành là ngày 15 tháng 11 2010, có tên luật là gì? A luật văn hóa, B luật viên chức, C luật giáo dục và D luật công chức. Hãy xin mời các em. Ta làm tiếp câu hỏi số 2 em nhá. Vâng. Mời các em ạ. Mời ạ. Vâng, Khánh Huyền là viên chức, Phương Nguyễn 2B. Thì chúng ta, vâng, xin chào mọi người. Thì chúng ta đang chữa đề nhá. Bộ đề thầy đã up lên rồi. Giờ định kỳ trong ngày thầy nói nhắc luôn để chúng ta biết. Học đến khi các em thi, định kỳ sẽ là từ sẽ số lượng bài đề hàng ngày là 1 đến 2 đề. Nên thầy nói về bộ đề thì có cái phần mà thầy giới thiệu về cái bộ đề mà đưa lên trang tài liệu ấy, đúng không? Thì các em đấy chính là cái đề mà chúng ta dùng trong đó, đúng không? Mà cho thấy là đảm bảo cho các em khi đã đăng ký vào học
là chúng ta sẽ đảm bảo số lượng đề đó để thực hành, em rõ chưa? Đấy, và các em được vào học này được thầy hướng dẫn trực tiếp. Còn có thể một số bạn họ có mong muốn họ không học được thì họ mua, đúng không? Đấy, thì như vậy được chưa? Để chúng ta rõ nhá. Một số bạn đăng lên sư thầy đọc qua lướt qua trên lớp này được. Các em chỉ cần đăng ký vào học thì sẽ được nhiều quyền lợi hơn rất nhiều, đúng không? Đấy. Được chưa? Chúng ta thấy rõ ràng với cái luật này chắc chắn câu 2 là B, luật viên chức, được chưa? Và câu hỏi số 3 là gì ạ? Là chương 4, đúng không? Của luật viên chức thì có ba là chương 6 của luật viên chức có bao nhiêu điều? Câu hỏi số 3, A 3, B 5, C 4, D 2. Thầy xin mời các em. Mời các em ạ. Và xin mời các em. Và chúng ta thấy ở đây là đáp án nó phải là gì ạ? Đó là B là 5 điều. Tại sao 5 điều? Chương 6 có 5 điều. Nó từ điều 58 đến điều 62. Và để chúng ta ra được số 5, chúng ta lấy gì? 62 trừ 58 cộng 1, đúng không ạ? Bình thường thì chúng ta cứ lấy ngược điều điều cuối trừ điều đầu của chương đấy. Nhưng mà chúng ta thấy nếu lên 62 mà trừ đi 58 bằng 4, nhưng mà chúng ta không cộng 1 thì số điều không đúng. Chúng ta phải đếm bằng ngón tay, nó rất là mỏi. Mà để chuẩn theo số điều ấy, chúng ta lấy điều cuối trừ điều đầu của chương đấy và cộng 1 thì ra đáp án chuẩn. Chúng ta thấy như vậy với chương 6 là đáp án là 5 em nhá. Ở câu hỏi số 4, đúng không ạ? Chương 2 thì có tên là gì? Đây người ta hỏi về tên, đúng không ạ? Đó, chương 2 có tên là gì? A, điều khoản thi hành, B, quản lý viên chức, C, quyền nghĩa vụ của viên chức và D, tuyển dụng sử dụng viên chức. Thầy xin mời các em. À, và các bạn hỏi nhớ được thì cái này các câu hỏi kiểu này để chị xong câu hỏi này xong thì thầy sẽ nói cụ thể bạn tóc xam nhá. Vâng. Vâng, quay thầy sẽ trả lời câu hỏi 4 trước rồi quay lại câu 3 mà bạn tóc xam hỏi, đúng không ạ? Thì với câu 4 thì chúng ta nhớ theo mô hình chương điều, đúng không ạ? Chúng ta thấy là với luật giáo dục và luật viên chức 2010 thì chúng ta thấy là có 6 chương và 62 điều. Ở chương 1 thì nó có tên là gì? Những quy định chung, em ghi thể ghi vào luôn. Ở chương 1 thì có tên là những quy định chung, đúng không ạ? Chương 2 thì sẽ có tên là gì? Quyền là nghĩa vụ của viên chức, chính là đáp án cho câu 4 này, đúng không ạ? Chương 3 là chương gì? Tuyển dụng sử dụng viên chức, đúng không ạ? Chương 4 là quản lý viên chức. Chương 5 là gì? Khen thưởng, xử lý vi phạm. Và chương 6 là điều khoản thi hành. Đó, chúng ta nhớ như vậy. Em nhớ chưa? Chương 1 là những quy định chung, chương 2 là quyền và nghĩa vụ của viên chức, chương 3 là tuyển dụng sử dụng viên chức, chương 4 là quản lý viên chức, chương 5 là khen thưởng, xử lý vi phạm, chương 6 là điều khoản thi hành. Còn quay lại câu hỏi của Tóc Sam nói để nhớ các cái điều, các khoản này thì nhớ chúng ta thấy là cái cách tốt nhất là chúng ta phải liệt kê viết ra gió giấy. Và những cái riêng cái này thì cái điều thì nó quả này nó không thể thay đổi như từ ngữ được. Từ ngữ thì có thể nói là sửa được, nhưng mà cái số điều người ta hỏi chương 6 có mấy điều thì chắc chắn nó phải là có 5 điều nó cố định, thì không phải chuyển nó thành được 6 điều hay 7 điều được, đúng không ạ? Đấy, nó cố định rồi, đúng không? Thì thầy nói chúng ta thấy, chúng ta đi vào từng chương 1, chúng ta thấy là chương 1 là có 10 điều, người ta hỏi chương 1 có 10 điều thì đáp án chính xác phải là 10 điều rồi, đúng không? Chứ không thể là khác được nữa. Còn về từ ngữ người ta có thể thay đổi, thầy nói liên quan về nguyên tắc hoạt động nghề nghiệp chẳng hạn. Chúng ta nhớ là 3T, trong đó là gì? 2 tuần cộng 1 tận, đúng không? Thì người ta có thể hoàn toàn cái tuần, ta nhớ là tuần rồi, nhưng ta thấy là gì có thể sửa thành
tuân đây là chính là tuân thủ, nhưng họ sửa thành tuân giữ là sai, đúng không? Thế thì chúng ta nhớ nó hơi mệt, chứ còn chúng ta thấy họ là gì? Tận phải tận tụy chứ không phải tận tình, đúng không? Thì đây số điều này chúng ta thấy là gì, nó mặc định rồi, chương 1 là 10 điều. Và cấu trúc ta học về số chương điều, tôi nhớ như sau, luật thì nó có các chương, như luật là viên chức thì chúng ta thấy là có 6 chương và 62 điều, luật giáo dục thì có 9 chương và 120 điều. Đấy thì thầy ví dụ đang các câu hỏi về luật viên chức, chúng ta thấy là chương 1 có 10 điều nó mặc định rồi, đóng y chỉ chết rồi, đúng không ạ? Chương 2 chúng ta thấy là gì, nó có 9 điều, đúng không ạ? Và có hai mục, đấy cái này bắt đầu nó có mục. Cấu tạo của chương của luật là luật, rồi đến gì, chương, rồi đến mục. Nhưng cái mục thì không phải là chương nào cũng có mục cả. Đấy, chúng ta thấy chương 1 là không có mục, đúng không ạ? Đấy, chương, đúng không ạ? Không có mục, đúng không ạ? Như chương 2 thì có mục, thì có hai mục. Mục thứ nhất là quyền, đúng không? Mục thứ hai là nghĩa vụ. Đấy, quyền thì chúng ta thấy có 5 quyền, đúng không? Thì tương đương 5 điều, đúng không ạ? Và nghĩa vụ chúng ta thấy là có 4 điều còn lại. Nhưng trong đấy có 3 nghĩa vụ và một việc viên chức không làm. Đấy, chúng ta nhớ là như vậy, chúng ta phải ghi vào để học, đúng không ạ? Mà chúng ta thấy là với chương 2 là gì, có 2 mục và 9 điều, đúng không ạ? Đó. Ở chương 3 thì có chương 3 là có tên tuyển dụng sử dụng, đúng không ạ? Thì chúng ta thấy là có 7 mục. Đây là chương dài nhất, nhiều mục nhất và nhiều điều nhất, 27 điều, đúng không ạ? Từ điều 20 đến điều 46, chúng ta thấy là như vậy, đúng không ạ? Và nữa là gì? Ở chương 4 là gì? Là tên quản lý viên chức thì có 4 điều, từ điều 47 đến điều 50, đúng không ạ? Chương 5 là gì? Khen thưởng xử lý vi phạm, chúng ta thấy nó có 7 điều, đúng không ạ? Từ điều 51 đến điều 57. Còn chương 6, mà hôm nay ta làm một câu trước rồi ấy, là tên điều khoản thi hành thì có 5 điều, từ điều 58 đến điều 62. Đấy thì các nội dung các thầy đã trao đổi diễn giải cho các em rồi. Em ghi vào và nhớ mà thực hành qua các câu hỏi chúng ta sẽ nhớ thôi, phải học thôi, bạn Thảo Sam nhá. Thế thầy trao đổi như thế được chưa? Đấy là cách như vậy, được chưa? Đấy thì chúng ta sẽ lần lượt để nhớ như thế. Đấy, nhớ được kết cấu, đúng không bạn Vân ấy, đấy đúng rồi, chúng ta phải nhớ được kết cấu, nó rất quan trọng. Từ kết cấu chúng ta biết được nội dung. Bây giờ người ta hỏi là liên quan đến quyền của viên chức, à mình biết ngay nó là chương 2, đúng không? Đấy thì hỏi điều bao nhiêu thì lúc đấy nó điều nó cái quyền này là mục 1 thì nó rơi vào khoảng điều 11 12 gì đấy, đúng không? Chứ còn người ta đã cho đáp án điều 20 thì loại rồi, đúng không? Nói dụ thế là cái kết cấu nó rất quan trọng, đúng không ạ? Đấy thì chúng ta phải biết được cơ. Và chúng ta thấy chương 1 thì nó là cái định chung chỉ có 10 điều thôi, thì chúng ta phải biết được định hình trong cái đầu của mình ấy. Đấy, xác định là học bằng cái đầu, bằng cái mắt, chứ đừng đọc bằng cái mồm nhá. Cái mồm nó nhanh thuộc, nó nhanh quên lắm. Các em nên viết ra, cái tay các em viết và mắt em nhìn vào ấy, nó sẽ làm nó tương động, nó chạy lên não rất nhanh mà lưu vào não rất lâu. Chứ còn chúng ta cứ đọc xong rồi đọc thì nhớ được lúc đấy thì sau lại quên. Đấy, chúng ta phải định hình trong từng luật một. Thầy nói nhắc lại là luật giáo dục, luật viên chức là 6 chương 62 điều, luật giáo dục 9 chương 120 điều, và chúng ta định hình kết cấu của chương mà thầy đã đọc. Tại sao thầy phải đọc cái phần đấy để chúng ta nhớ lại để học nhá. Đấy, học rất quan trọng, định hình ra được, đúng không? Nó xem nằm những đoạn nào, rồi về nguyên tắc hoạt động, như là như nó nằm chương 1. Đấy, nó các nguyên tắc hoạt động nó nằm chương 1, nó ở điều 5, đúng không? Đấy, rồi quản lý viên chức nó ở điều 6 chẳng hạn. Đấy, và nhớ qua các công thức mà thầy đã đưa ra cho các em đấy, thì đó là cách học. Sau đó học xong chúng ta làm bài, đấy thì chúng ta mới làm được nhá. Thì các em có ai còn khó khăn gì thầy chia sẻ thì đã rõ chưa? Đấy, được chưa? Thì thầy muốn các em không có gì cả, thì thực ra cái gì ai cũng gặp phải thôi, cái gì nó chính đáng thì sẵn sàng chia sẻ với các em. Thì chúng ta phải biết đi, thầy nói thật, thôi kinh nghiệm ngay của thầy vậy thôi, vì thầy được học bao luật bao nhiêu năm rồi đó, biết là học nó phải ai thuộc được từ luật đâu. Em biết là luật này chúng ta thấy là gì, luật các em đang học này, luật viên chức là quá ngắn, 6 chương và 62 điều, thậm chí luật giáo dục 9 chương 120 điều rất bình thường. Nhưng luật dân sự, những bộ luật các em biết là nó 28 chương và 858 điều, thì các em biết là nó dày kinh khủng, ai mà thuộc hết từng từ được, đúng không? Thì chúng ta nhớ cái khung thôi, đúng không ạ? Cấu trúc thôi. Thì cái này để đặc biệt là thi trắc nghiệm này, chúng ta cần nhớ được cái khung kiểu như thế thì chúng ta nhớ được nó rất là dễ. Đấy, đúng không? Giống như trong toán học các em là về cái gì, quy định về bất đẳng thức hay cái gì đó, nó phần nào đấy, học văn học chúng ta biết là cái nào nó là thơ, là chuyện, là chủng gì đó, chúng ta phân hạng ra nhá. Thì chúng ta sắp xếp từ logic trong đầu của chúng ta. Thế còn bây giờ chúng ta cứ để lẫn lộn là cái xử lý vi phạm nó tận tương năm, nhưng mà chả biết nó nằm ở đâu. Thì chúng ta với nguyên tắc bao giờ một cấu trúc luật các em học bao nhiêu văn bản thầy dạy rồi, đầu tiên chương 1 bao giờ quy định chung, nó là phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, rồi các khái niệm giải thích từ ngữ, chúng ta thấy bao giờ nó mô típ giống nhau, đúng không ạ? Đấy
chúng ta đừng nên kiểu học thuộc vẹt nhá, làm theo kiểu cứ cảm tính, mà chúng ta phải có căn cứ và chúng ta học theo một cái khung và có tính logic như thế thì nó học nhanh và hiệu quả, nhớ lâu. Em rõ chưa? Tiện như thế thầy chia sẻ, em có gì câu hỏi thêm không, để thầy đi vào câu hỏi luôn, đỡ đang đang chạy câu hỏi lại hỏi lại thì nó mất thời gian. Nào xin mời các em nhá, thì chúng ta chia sẻ đấy, như thầy nói thầy vừa dạy các em với kinh nghiệm của mình thôi chứ không có gì cả. Ai các em không phải là những người học chuyên về cái này nên thầy rất hiểu đấy, thì chỉ hỗ trợ để chúng ta học cho đạt nó hiệu quả với thời gian ít nhất, được chưa? Thầy có mơ về luật thầy thì ngày nào thì đêm nào cũng mơ thôi, vì nó ăn sống ngủ với nó, sống bằng nghề nó, gọi là sinh nghề tử nghiệp bọn Hoàng Minh Tài ạ. Cái đấy thì không tránh được, và cuộc sống ai cũng vậy, mà làm chúng ta phải như thế, phải đam mê mê thế thì thầy nghĩ mới đạt được kết quả, đúng không ạ? Vâng, bạn Khoa Hiền đúng rồi, nên viết ra tự nhớ lâu, chứ còn đúng ngay bây giờ thầy nói nghe các em có thể sướng tai đấy, nhưng mà chúng ta không ghi lại ấy thì chúng ta là sẽ nhanh quên lắm. Mà quan trọng thầy nói thế thì biết cách học, biết cái mô típ đấy đúng không, biết cái khung kiểu như thế để chúng ta viết ra thì để nhớ nhá, chứ còn còn nghe lúc đầu bây giờ thấy là thấy 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 thầy nói này nghe đúng là sướng cái lỗ tai thật, nhưng mà chúng ta thấy là nếu cái gì đó phải phải đấy, thầy một kinh nghiệm là chúng ta là viết ra đấy, tay mắt nhìn vào não nó lưu vào rất lâu, nó phải chạy như thế thì mới tốt nhá, là phải làm sao cho não nó động đậy đi nhá, chứ đừng để nó mồm nó động đậy nhiều quá thì nó không tốt đấy, rất rất chân thật với các em như thế nhá. Đấy khối tự nhiên à, đấy à, vâng đấy thì gạch theo sơ đồ hình cây em nhá, gạch sơ đồ hình cây ấy, chúng ta thấy là cứ gốc rễ thầy nói như luật viên chức là sơ đồ hình cây là 6 chương 62 điều, thì chúng ta thấy là chương 1 đúng không, 10 điều, 10 điều thì chúng ta sẽ liệt kê điều 1 nói về cái gì đúng không. Đấy, điều 1 nói về phạm vi điều chỉnh, đối tượng điều chỉnh với các từ khóa như thế này. Đấy, điều 2 nói về khái niệm viên chức đúng không, thì các từ khóa quy định về viên chức, về hợp đồng làm việc đúng không, về đấy kiểu thế. Điều 3 về giải thích từ ngữ, có 5 cái thuật ngữ giải thích đấy, tuyển dụng hợp đồng rồi các thứ viên chức quản lý kiểu thế. Rồi, điều 4 về hoạt động nghề nghiệp thì chúng ta có từ công việc hoặc nhiệm vụ hay đặc thù gì đấy. Rồi điều 5 là gì, có chúng ta thấy là có bốn nguyên tắc hoạt động nghề nghiệp là 4 3T cộng 3C, à 3T cộng 1C đấy. Rồi đến quản lý viên chức là điều 6 đúng không, thì chúng ta nhớ có mấy nguyên tắc chúng ta gạch luôn ra là gì, là 2BVT kiểu thế. Rồi điều 7 về vị trí việc làm đúng không, là hai khoản đấy, chúng ta gạch hai khoản mặc định là thế nào đấy đúng không. Đấy rồi điều 8 là liên quan đến chức danh nghề nghiệp đúng không. Điều 9 là về đơn vị sự nghiệp công lập thì chúng có hai cái là đơn vị sự nghiệp tự chủ và chưa tự chủ. Còn điều 10 là về chính sách, đấy chính sách đơn vị sự nghiệp tự chủ. Đấy là chúng ta xong chương 1. Sang chương 2 các em lại vẽ như thế, chương 2 là gì, nó tên là gì, nó là tuyển dụng, nó là quyền nghĩa vụ của viên chức. Chúng ta thấy là gạch hai mục, gạch hai đã hiểu là hai mục, mục 1 là quyền thì có 5 cái quyền thì tương đương 5 cái điều đúng không? Và mỗi quyền là tương đương 5 từ được. Đấy, điều thứ nhất là gì, về hoạt động nghề nghiệp đúng không? Là 7 cái được đúng không? Thì 7 cái D đấy đúng không? Đấy rồi liên quan đến quyền tiền lương cùng với quyền kinh doanh là bằng nhau là 3 cái quyền, gạch 3 cái phát đấy ra đúng không ạ? Rồi quyền về nghỉ ngơi là 4 đúng không? Quyền khác là 1. Đấy thì sao tổng kết lại nó là công thức là 1 3 3 4 7 đúng không? 1 chính là quyền khác đúng không ạ? 3 đầu tiên là 3 về quyền tiền lương, 3 thứ hai là 3 quyền về gì ạ? Về kinh doanh, 4 là quyền nghỉ ngơi, 7 là quyền đồng nghề nghiệp đấy, gạch theo sơ đồ kiểu như thế các em nhé, là các ý chính mà theo các từ khóa mà thầy đã dạy ấy. Đấy kiểu kiểu thế thì nó nhớ lâu lắm đấy, kiểu kiểu vậy. Rồi sang nghĩa vụ là mục 2 thì chúng ta thấy là có 4 điều, trong 4 điều là có 3 phần nói về nghĩa vụ, một phần nói về những việc viên chức không được làm đúng không, thì chúng ta thấy là cái đầu tiên về quyền về nghĩa vụ, về nghĩa vụ chung nó bằng cái nào bằng nhau, ta gạch bằng nhau đúng không? Không cần xếp thứ tự quá, là nó có 5 nghĩa vụ của nghĩa vụ chung và 5 nghĩa vụ viên chức quản lý, là hai thằng này đặt gần nhau đấy, nghĩa vụ và thứ đúng không, là 5 năm. Rồi anh tiếp là anh hoạt động nghề nghiệp là 7 đúng không, đấy chúng ta thấy cái gần nhau. Và nữa là anh những việc không được làm là 6 đấy, 6 việc không được làm thì chúng ta thấy mà tổng kết công thức chỗ đấy ra là gì, là 5 5 6 7, 5 đây chính là nghĩa vụ vụ chung, 5 nghĩa vụ quản lý, 6 việc viên chức không làm, và 7 là gì, 7 nghĩa vụ hoạt động nghề nghiệp kiểu kiểu thế đúng không. Rồi sang chương 3 chúng ta viết theo mô hình thành chia thành 7 mục đấy, kiểu kiểu thế, và từng điều nói về cái gì đấy, mục 1 về căn cứ tuyển dụng, rồi các điều kiện tuyển dụng, phương thức tuyển dụng các thứ đấy đúng không? Về hợp đồng làm việc mục tiếp theo, rồi
chế độ thôi việc đấy, hữu trí như thế xong lần lượt như thế các em nhá, ta viết ra như thế là cách học, các em hiểu hiểu chưa được đấy, thì học chúng ta học luật này nhưng mà nó phải theo kiểu kiểu toán học, kiểu mô hình hóa, nó vừa và tính toán một chút, công thức hóa là toán học đấy, chúng ta nhiều khi nó cũng phải hóa học hóa chuyển thành công thức ấy, dạng công thức quy ra đấy, chúng ta thấy là nhiều khi có thể cả vật lý hóa đúng không? Nó, và nhiều khi nó phải kết hợp mấy cái bộ môn ấy, chúng ta thấy là như vậy nhá. Vâng, cũng không có gì đâu Hằng Đỗ ạ, thực ra là mỗi người một công việc thôi, làm nhiều nó quen thôi chứ chẳng có gì cả Hằng Đỗ ạ. Và như thầy nói rồi, trong lĩnh vực này thì thầy là họ là thầy của anh chị em, nhưng mà trong lĩnh vực khác thì thầy là học trò của mọi người, cuộc sống thì cứ cúi xuống học nhau thôi, không ai giỏi hết cái gì cả đúng không ạ. Chúng ta hãy nhìn, chúng ta văn hóa nông nghiệp, chúng ta nhìn cây lúa rồi, cây lúa là càng nặng hạt thì cây lúa là gì, cúi càng sâu đúng không, thằng cây nào mà không có hạt thì chắc chắn là đứng thẳng rồi, hay hạt lép thì con người chúng ta vậy thôi. Khi chúng ta biết khiêm tốn, cúi xuống học hỏi nhau thì chúng ta thấy là gì, chúng ta được rất nhiều, ai cũng có điểm mạnh và ai cũng có điểm yếu cả đấy, thầy nghĩ ai cũng giỏi một lĩnh vực nào đó, còn ai cũng hơi kém một lĩnh vực nào đó, cuộc đời là như thế. Thầy nghĩ là ông trời công bằng tất cả, xã hội phân công thôi chứ không có gì cả, nên là chúng ta quan trọng nhất là chúng ta biết là chia sẻ cho nhau em nhá. Đó thì cũng không có gì đâu Phương Lê, chúng ta thì đấy là mỗi người một nghề thôi, mỗi người một cái lọc đấy nhá. Thì vâng, còn Nguyễn Vân thì luật giáo dục thì nghe lại bài giảng thầy đã giảng rất kỹ đấy, từng chương rồi thì em sẽ nghe lại, nghe nhiều lần đấy, cái việc nghe nó tác động rất lớn đúng không. Thì chúng ta học đừng học bằng miệng mà chúng ta học bằng mắt bằng tai thì sẽ nó ngấm hơn rất nhiều nhá. Thầy đi chia sẻ từ thực tế bản thân, thì chúng ta cố gắng nhá. Thì thầy biết các em là khác chuyên ngành mà các em học này là nỗ lực rất lớn rồi, được chưa thầy nhá. Vâng, coi như bạn Quỳnh Dương chỉ đạo thì bây giờ chúng ta học tiếp được chưa. Thế một cách học như thế thì chúng ta đã nhớ chưa? Vâng, đấy. Còn bạn nào muốn hỏi riêng thì nhắn tin riêng cho thầy nhá. Còn đây là trên nhóm thì thầy theo lịch học hôm nay ta trao đổi làm về đề, đúng không ạ? Còn một buổi nào đó các em có thể nhắn riêng, còn là buổi nào đó chúng ta chỉ tập trung vào cái việc hỏi đó, được không ạ? Thầy nghĩ là thầy cũng đã trao đổi như thế là khá sâu rồi, được chưa? Vâng. Vâng, bây giờ quay lại chúng ta làm đề nhá, theo đúng tinh thần chỉ đạo của bạn Quỳnh Dương. Vâng, xin mời. Bây giờ chúng ta đang ở và của bạn Nguyễn Thị Hậu cũng đã có sự chỉ đạo rồi, xin mời. Chúng ta thấy rõ ở đây nhá. Thì điều thầy đã nói về điều về tên điều tên chương 2 là quyền rồi, với cách như thế sắp xếp như thế. Ở chương 5 ở câu 5 thì thấy là nó đơn giản thôi, nó ngược lại thôi, đúng không? Hỏi là cái chương tuyển dụng sử dụng viên chức thì nằm ở chương mấy? Thì chắc chắn chúng ta phải chọn làm đáp A rồi, gọi chương 3. Thì ta biết là chương 1 ở chương những quy định chung là chương 1. Đúng không ạ? Quyền nghĩa vụ của viên chức là chương 2, tuyển dụng sử dụng viên chức chắc chắn là chương 3. Còn quản lý viên chức là chương 4, đúng không ạ? Còn khen thưởng xử lý vi phạm là chương 5 và điều khoản thi hành là chương 6. Thì câu 5 là A các em nhá. Chúng ta đi tiếp vào câu 6 là các nguyên tắc trong hoạt động nghề nghiệp của viên chức thể hiện ở điều 5 luật viên chức 10 gồm mấy khoản? A5, B4, C6, D7 thì xin mời các em. Vâng, cảm ơn các bạn đã đưa ra 5A và chúng ta làm tiếp câu hỏi số 6. Vâng, Phương Lê 6B, đúng không ạ? Vâng, các bạn khác thì sao ạ? Vâng, Thủy Nguyễn là B. Điều này rõ ràng rồi, với câu này chắc chắn là phải là B. Điều 5 đây chính nói về hoạt động nghề nghiệp của viên chức, đó chính là gì? Nó là 5 nguyên tắc hoạt động nghề nghiệp viên chức. Đó là 3C cộng 1T, các em nhá. Đấy, 3T thành nhắc nhiều lần rồi đúng không? T chính là trong đó có 2 tuân, tuân thủ và 1 tận, tận tụy, chứ không phải tận tình. C chính là chịu, đúng không? Chịu sự thanh tra kiểm tra. Đó là câu 6 là B, được chưa? Chúng ta đi vào câu 7. Điều 9 quy định về đơn vị sự nghiệp công lập và cơ cấu tổ chức quản lý hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập. Đồng luật viên chức 2.10 khoản 2 có bao nhiêu điểm em nhớ. Nó hỏi tóm lại là khoản 2 của điều 9 thì có bao nhiêu điểm? A2, B5, C3, D4. Đây, xin mời các em. Câu hỏi số 7.
À, vâng, Mai Hương hỏi câu hỏi 1, 2, 3 nhá. Thì trong thời gian các bạn làm câu hỏi khác, câu hỏi số 7 thì thầy sẽ trả luôn. Một ở đây sẽ là án C, điều 57 em nhá. Quy định về viên chức chịu trách nhiệm hình sự, được chưa? Còn câu 2 thì luật là chúng ta thấy rồi, chắc chắn là chúng ta đang học luật viên chức mà, là B nhá. Luật số 58 này chúng ta thấy là án B, luật viên chức. Câu hỏi số 3 là liên quan đến chương 2, có tên là gì? Chương 2 là viên chức tên là gì? Chúng ta nhớ là quyền và nghĩa vụ của viên chức bạn nhé. Rồi bây giờ chúng ta quay lại câu hỏi số 7, xin mời các em. Vâng, thì các bạn chọn là A đúng không ạ? Thì chắc chắn rồi, chúng ta thấy là cái khoản 2 đúng không ạ? Khoản 2 điều 9 chúng ta thấy là có điểm. Nói về điểm người ta thấy lúc nãy đã nói một lần rồi. Trong cấu trúc luật chúng ta thấy là có luật rồi đến chương. Trong chương thì có mục, dĩ nhiên không phải chương nào cũng có mục. Ở dưới mục là sẽ là điều, rồi điều 1, điều 2, điều 3 đấy đúng không ạ? Còn dưới điều là sẽ khoản, khoản là khoản 1, khoản 2, khoản 3. Ở dưới khoản sẽ là điểm, điểm chính là điểm A, điểm B, điểm C, điểm D, điểm E đấy, được chưa? Gọi là điểm. Đây người ta hỏi là khoản 2 của điều 9 là có mấy điểm thì chúng ta thấy căn cứ vào vào điều 9 thôi. Chúng ta thấy là gì? Khoản 2 đây nói về đơn vị sự nghiệp thì sẽ khoản A nói về đơn vị sự nghiệp được giao quyền tự chủ hoàn toàn. Và điểm B là gì? Đơn vị sự nghiệp công lập chưa được giao quyền tự chủ hoàn toàn. Thì nó thấy rõ ràng như vậy, đáp án là A, là 2 điểm các em nhá. Chúc mừng các em đáp án câu 7 là A. Chúng ta đi vào câu hỏi 8. Theo luật viên chức 2010 thì viên chức là gì? A, viên chức là làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc. B, viên chức là công dân Việt Nam được tuyển dụng vị trí để làm. C, viên chức hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật. D, tất cả các ý trên. Để xin mời các em ở câu hỏi số 8. À, bác Quỳnh Dương hỏi tiếp là đáp án câu 3, câu 4. Vâng, câu 3, câu 4 thì sao ạ? Thì chúng ta thấy với câu 3, câu 4. Câu 3 là đáp án là 5, chương 6 là có 5 điều. Các em nhé, bạn Quỳnh Dương nhé. Chương 6 là có 5 điều, từ điều 58 đến điều 62. Còn câu 4 là thấy chương 2 thì có tên là gì ạ? Quyền và nghĩa vụ của viên chức rồi, đúng không ạ? Được chưa ạ? Vâng. Em nghe rõ chưa? Vâng. Ta đi tiếp vào câu hỏi số 8. Xin mời các em. Thì câu 8 này chúng ta chọn là D, còn khái niệm viên chức này nó đầy đủ rồi, các ý của A, B, C đúng không ạ? Đấy là viên chức sẽ là người là công dân Việt Nam được tuyển dụng vị trí việc làm đúng không ạ? Rồi làm việc cho đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ làm việc, chúng ta có hai loại hợp đồng, đó là hợp đồng xác định thời hạn nhé, từ đủ 12 tháng đến 36 tháng, và hợp đồng không xác định thời hạn, được chưa? Và quan trọng nhất là chúng ta hưởng lương từ đơn vị sự nghiệp công lập. Đây là những cái điểm nhấn mà khác so với cán bộ và công chức. Đấy, chúng ta thấy công chức thì họ là những người được gì tuyển dụng, xét tuyển và làm việc theo chế độ gì biên chế suốt đời, nên họ không phải theo chế hợp đồng làm việc. Và nữa là họ khác, là họ hưởng lương từ ngân sách nhà nước chứ không phải là hưởng lương từ đơn vị sự nghiệp công lập đó. Còn cán bộ thì họ là người bầu theo nhiệm kỳ đấy, thường là 5 năm chúng ta thấy, và họ được hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Cán bộ chính là những người được dân bầu như đại biểu quốc hội, đại biểu hội đồng dân, hoặc là những chức danh những người đại diện dân bầu thấy như bí thư chúng ta thấy đúng không ạ, theo nhiệm kỳ rồi chủ tịch đúng không ạ, các cơ quan đảng, các tổ chức chính trị xã hội. Còn công chức là những người làm việc ở các cơ quan hành chính nhà nước, ban hành chính sách như ủy ban nhân các cấp ở địa phương, ủy ban tỉnh, huyện, xã, rồi các cơ quan thẩm quyền riêng, sở, tỉnh, phòng ở huyện, ban ở xã đúng không ạ, hoặc là trung ương như thấy là chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ đúng không ạ. Cảm ơn nhá. Okay, yes. This ready student. Okay, the teacher. Yes, I kiss you. Now, what? Được chưa? Như vậy câu 8 là D em nhá. Ở câu hỏi số 9, cái nó hỏi là gì ạ? Quyền quy định về quyền khác của viên chức được thể hiện ở điều bao nhiêu của ở luật viên chức 10? A điều 15, B điều 13, C điều 14, D điều 16. Xin mời các em. Vâng, bạn Nguyễn Thị Lành là 9A điều 15. Chúng ta thấy về quyền khác đúng không ạ? Vâng. Thì chúng ta thấy rõ ràng với luật viên chức đấy, về quyền thì chúng ta thấy là gì ạ? Bắt đầu đó từ điều 11, điều 11 thì nói về quyền hoạt động nghề nghiệp thì có 7 quyền, tương đương 7 được.
Điều 12 thì nói về quyền tiền lương, cũng nói về ba được, đúng không ạ? Ba quyền. Điều 13 nói về quyền nghỉ ngơi, đúng không ạ? Thì có ba, có bốn quyền, đúng không ạ? Còn điều 14 nói về quyền kinh doanh là ba quyền. Còn điều 15 nói về quyền khác. Quyền khác đây của viên chức chính là quyền được khen thưởng, được tôn vinh, đúng không ạ? Được mua nhà ở chính sách xã hội, được tạo điều kiện học tập, rồi trong trường hợp chúng ta được cử đi nhiệm vụ công tác, trong trường hợp chúng ta bị thương thì sẽ được xem xét như chính sách như thương binh, nếu mai chúng ta chết thì sẽ được hưởng gì, chính sách là gì, liệt sĩ. Đấy là điều 15 quy định như vậy ở quyền khác. Nên như vậy đáp 9 là A các em nhá. Chúng ta đi vào câu hỏi số 10. Điều 16 quy định về nghĩa vụ chung của viên chức, của viên chức 20 gồm mấy khoản? A là gì ạ? Là 8, B 7, C 5, D 6. Thế xin mời em câu hỏi số 10. Và cảm ơn các bạn đã trả lời câu hỏi số 9 rất chính xác. Đó. Thì chúng ta kết hợp vừa các em trả lời và thầy hướng dẫn đọc giải thích, nó sẽ tiết kiệm thời gian hơn. Vâng, mấy câu 10 chúng ta các em đây chọn là C là 5, đúng không? Đây là chính là 5 nghĩa vụ chung của viên chức, chúng ta thấy rất là rõ 5 nghĩa vụ chung. Mà chúng ta thường khái quát hóa thành công thức là 3C cộng BT đấy, đúng không? 3C cộng BT. C 3C đây chính là C thứ nhất là C chấp hành, C thứ hai là C có nếp sống, C thứ ba là C có ý thức. B chính là bảo vệ bí mật nhà nước và T chính là tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, nghề nghiệp. Đấy, chúng ta nhớ mới quay lại câu số 10 là phải là C. Chúc mừng các em nhá. Vâng. Đấy, học đâu chúng ta tổng kết lại, nhớ lại để ta nhớ. Được chưa? Chúng ta đi vào câu hỏi số 11. Theo luật viên chức 2010 thì đơn vị sự nghiệp công lập bao gồm A. Đơn vị sự nghiệp công lập chưa được giao quyền tự chủ. B. Đơn vị sự nghiệp công lập được thực hiện hạch toán, kinh doanh. C. Là gì ạ? Đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ và đơn vị sự nghiệp công lập chưa được giao quyền tự chủ. D. Tất cả các ý trên. Thầy xin mời các em. À, xin mời các em ạ. Vâng, 11 thì chúng ta chọn xe rất nhiều. Cái này chúng ta thấy là căn cứ ở đâu? Căn cứ chính là nội dung của câu hỏi đấy, về 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 điểm điểm mấy điểm của khoản 2 điều 9 ấy, chính là nói về đơn vị sự nghiệp công lập giao quyền tự chủ và đơn vị chưa quyền giao quyền tự chủ. Thế thấy đơn vị sự nghiệp công lập sẽ bao gồm hai đơn vị như vậy. Như vậy đáp án C là chính xác nhá. 11 là C. Rồi, chúng ta căn cứ ở khoản 2 đúng không ạ? Điều 9 của luật viên chức 2010. Chúng ta đi vào câu hỏi 12. Công dân Việt Nam không phân biệt nam nữ thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức thì có mấy điều kiện để được đăng ký dự tuyển viên chức theo quy định tại khoản 1 điều 22. A 7, B 6, C 8, D 9. Thầy xin mời các em. Vâng, xin mời các em ạ. Câu 12 ạ. Vâng, chúng ta nhớ đây. Vâng, đấy, như bạn Nguyễn Thảo đã nhớ công thức mà thầy đã khái quát cho thấy với điều kiện của việc đăng ký dự tuyển, chúng ta nhớ là có 7 điều kiện, 7 điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức, và cụ thể hóa thành công thức là gì? 4 có cộng 2 đủ cộng 1 đáp. Có đây chính là có gì? Có quốc tịch và nơi cư trú, đúng không? 2 là có gì ạ? Có đơn, đúng không? 3 là có lý lịch, đúng không? 4 là có văn bằng chứng chỉ. Chúng ta thấy rất rõ là 4 cái có. Còn đủ chính là đủ 18 tuổi, đủ chính là đủ sức khỏe, đó là 2 cái đủ. 1 đáp chính là đáp ứng điều kiện khác. Đấy, chúng ta nhớ để nhớ là 7 điều kiện về đăng ký dự tuyển trước là 4 có cộng 2 đủ cộng 1 đáp, được chưa?
Chúng ta đi tiếp, như vậy câu 12 là A em nhá. Chúc mừng các em. Chúng ta được hỏi 13, mấy đối tượng không được đăng ký dự tuyển viên chức thể hiện khoản 2 điều 22 của luật viên chức 20. A5, B4, C2, D3. Thầy xin mời các em. Nay chúng ta toàn học số thôi, đúng không ạ? Học chữ nhiều rồi, đúng không ạ? Học số hóc tí nhưng mà lại nhớ. Đấy, như Bùi Thư Hằng đi ra rất rõ, được rồi. Được chưa ạ? Vâng, đúng rồi, chúng ta nhớ ngày nào thầy sẽ ghi đề ngày đấy các em nhá. Vâng. Đấy, thầy đã ghi rõ hôm nay đề ngày 11 tháng 10 rồi đúng không ạ? Đó, ghi rất rõ cả tiêu mục, cả đề bài đăng rất rõ. Vâng, chúng ta thấy có hai đối tượng mà gì ạ? Chúng ta thấy không được đăng ký dự tuyển, và nhớ công thức đó là một mất và một đa. Thứ nhất là mất năng lực hành vi và hạn chế năng lực hành vi. Thứ hai là đang ở đây chính là đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang trong cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dưỡng. Chúng ta thấy là như vậy nhá. Thì nhớ công thức bao nhiêu đối tượng không đăng ký dự tuyển thì nhớ công thức là một mất cộng một đang thì sẽ là bằng 2. Như vậy là C13C, được chưa? Chúng ta đi vào câu hỏi 14 là quy định về việc thay đổi nội dung, ký kết tiếp, tạm hoãn và chấm dứt hợp đồng làm việc được thể hiện điều bao nhiêu của luật viên chức 2.10? A. Điều 31, B. Điều 30, C. Điều 28 và D. Điều 29. Thầy xin mời các em. Vâng, các bạn cứ viết ra này rất sẽ nhớ, đúng không? Cùng nhau cùng học. Ok. Thì chúng ta thấy rất rõ ở đây, đúng không ạ? Với câu hỏi liên quan về sửa đổi liên quan quy định về nội dung ký kết tiếp hoặc tạm hoãn, chúng ta thấy là quy định nằm ở đây án là phải là C ở điều 28 các em nhá. Điều 28. Rất là rõ. Liên quan các câu hỏi thêm của họ sẽ thay đổi nếu mà một bên thay đổi về nội dung làm việc thì báo trước cho bên kia ít nhất 3 ngày. Đấy. Còn liên quan người đứng đầu đơn vị sự nghiệp sẽ quyết định ký tiếp hoặc là gì chấm dứt hợp đồng thì ta thấy là trước 60 ngày khi hết hạn hợp đồng em nhá. Đấy là điều 28 ta nắm có nội dung câu hỏi như vậy nữa thêm chúng ta biết được. Vậy câu 14 là C nhá. Quy định về thay đổi nội dung ký kết tiếp phải hạn tạm hoãn chấm dứt hợp đồng là nhớ là điều 28. Chúng ta đi tiếp ở điều 15, câu hỏi 15. Là gì? Theo luật viên chức 20 thì đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc được thể hiện điều mấy trong luật viên chức 2.10? A. Điều 28, B. Điều 26, C. Điều 27 và D. Điều 29. Xin mời các em. Xin mời các em ạ. Và xin mời các em ạ. Và chúng ta thấy rõ ràng liên quan đơn phương chấm dứt hợp đồng này chúng ta nhớ ở điều 29 nhá, đáp án phải là D. Và 29 này là như thầy nhắc em nhiều lần là nội dung điều này rất có nhiều câu hỏi và cũng là nội dung mà có các câu hỏi rất khó nhớ. Thì thầy cũng đã có bài giảng dành cho các em rất là kỹ. Thì thầy hiện đây thầy nhắc lại thấy với điều 29 về đơn phương chấm dứt hợp đồng chúng ta phải chia làm hai nội dung. Nội dung thứ nhất là gì? Đối với đơn vị sự nghiệp công lập đơn phương chấm dứt hợp đồng viên chức. Nội dung thứ hai là gì? Là viên chức sẽ gì ạ? Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với đơn vị sự nghiệp công lập. Thì với các tất cả hai nội dung này chúng ta thường có những câu hỏi liên quan về cái gì? Về các trường hợp, có bao nhiêu trường hợp, đúng không? Và trường hợp nào được coi là đơn phương chấm dứt hợp đồng của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập, đúng không ạ? Rồi hoặc là của viên chức đơn phương với đơn vị công lập. Và khi đơn phương thì ta thấy là
có liên quan nội dung báo trước đúng không? Báo trước bao nhiêu ngày đấy đúng không? Và cũng như là liên quan các trường hợp mà gì người đứng đầu đơn vị nghiệp không được đơn phương chấm hợp đồng lao động đấy, chúng ta nhớ nắm nội dung của điều 29. Nội dung một chúng ta thấy là gì, là với các trường hợp mà gì đơn vị sự nghiệp công lập đơn phương hợp đồng với viên chức, chúng ta nhớ là có 5 trường hợp đúng không ạ? Nhớ có 5 trường hợp rất là rõ. Thứ nhất là chúng ta thấy là viên chức 2 năm liên tiếp bị phân loại này, đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ này. Thứ hai là bị thôi viên chức thôi việc này đúng không ạ? Thứ ba là viên chức hoàn thành với hợp đồng không xác định thời hạn là gì, hợp đồng 12 tháng liên tục còn 6 tháng liên tục với hợp đồng xác định thời hạn này. Thứ bốn là do thiên tai hỏa hoạn này đấy. Thứ năm là đơn vị sự nghiệp là gì chấm dứt, và khi báo trước thì chúng ta thấy với hợp đồng không xác định thời hạn thì người đứng đầu sự nghiệp phải báo trước cho người đứng cho viên chức là gì trước 45 ngày đúng không ạ? Đấy, còn với hợp đồng không xác định thời hạn đúng không ạ? Hợp đồng xác định thời hạn này báo trước nhất là gì 30 ngày đấy. Còn trường hợp họ đã ốm đau đúng không ạ, chúng ta thấy là họ ốm đau đúng không, thì chúng ta thấy là từ 6 tháng liên tục thì chúng ta thấy là gì mà chưa hồi phục đấy, là thấy rất là rõ, chúng ta phải báo quy định cái thời gian quy định phải báo trước rất là rõ. Còn trường hợp nữa là liên quan nội dung thứ hai là gì, có 6 trường hợp mà viên chức sẽ đơn phương chấm dứt hợp đồng đúng không lao động đối với viên chức, thì chúng ta thấy các trường hợp rất rõ. Còn các trường hợp nữa là đơn vị sự nghiệp không được đơn phương chấm dứt hợp đồng đấy, không được đơn phương chấm dứt hợp đồng với trường hợp mà liên quan đến cái việc mà viên chức sao họ đang gì ốm đau bị tai nạn nghề nghiệp, rồi viên chức đang nghỉ hàng năm nghỉ việc riêng, rồi viên chức đang có thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi đấy, nội dung này thầy cũng đã giảng hết rồi, tiện qua đến điều này thầy nhắc lại các em thôi đúng không? Còn trường hợp mà viên chức mà nghỉ việc thì phải báo trước với đơn vị nghiệp. Và ta có 6 trường hợp đơn phương thì chúng thấy có 5 trường hợp là báo trước ít nhất 3 ngày ít nhất 3 ngày. Còn trường hợp thứ 4 chính là bản thân hộ gia đình ấy thì báo trước ít nhất 30 ngày thôi. Em rõ chưa? Đấy là chúng ta nhớ dạng thức của từng điều để chúng ta nhớ. Và điều 29 như thầy nói là rất là nhiều câu hỏi. Đó, và ra phải cứ tư nghe kỹ lại bài giảng đó, được chưa? Câu hỏi 16 là quy định về giải quyết tranh chấp về hợp đồng làm việc được giải quyết theo điều bao nhiêu của luật viên chức 2010? A. Điều 32, B. Điều 31, C. Điều 30 và D. Điều 29. Thầy xin mời các em. Vâng, xin mời các em ạ. Và 16 các bạn chọn là C đúng không ạ? Điều 30 tôi thấy nó gần điều 29 thôi. 30 chính là liên quan quy định về giải quyết về hợp đồng làm việc, là thấy rồi hợp đồng việc theo quy định của pháp luật lao động, được chưa? Như vậy là thấy 16 là C. Xin chúc mừng các em. Chúng ta đi tiếp ở điều 13, câu 17, quy định về bổ nhiệm thay đổi chức danh nghề nghiệp được thực hiện là điều bao nhiêu? A. Điều 31, B. Điều 32, C. Điều 34 và D. Điều 33. Để xin mời các em câu hỏi 17. Vâng, các bạn làm rất tốt đấy đúng không ạ? Số má nó nhớ này rất ok rồi. 17 các bạn là chọn A đúng không ạ? Chúng ta chọn án ở đây là gì, là điều 31 đúng không ạ? Nó liền cái đề 30 thôi. Đấy, quy định về liên quan bổ nhiệm thay đổi chức danh nghề nghiệp thì nó thực hiện các nguyên tắc cũng như là liên quan quy định liên quan đến cái việc sẽ thi hoặc xét đúng không? Thông qua việc thay đổi chức danh này, thi hoặc xét theo các nguyên tắc bình đẳng, công khai, minh bạch, khách quan, đúng pháp luật. Và chúng ta nhớ với cái điều 31 này chúng ta thấy là có 4 khoản rất là rõ. Và chính phủ chính là người quy định cụ thể về thủ tục thi xét bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp, đúng không? Tiếp, như vậy chúng ta chốt ở câu 17 là điều 31 em nhá. Chúc mừng các em. Chúng ta đi tiếp ở điều 3 là câu 18, quy định về xin thôi giữ chức vụ quản lý hoặc miễn nhiệm đối với viên chức quản lý được thực hiện là điều bao nhiêu? A. Điều 38, B. Điều 34, C. Điều 33 và D. Điều 39. Xin mời các em ạ. Ừ.
Vâng, các bạn trả lời là điều 38 đúng không ạ? Cụ thể là đáp án A thì nó là chính xác rồi. Điều 38 cho tập viên trên 10 đúng là quy định về việc xin thôi chức vụ quản lý hoặc miễn nhiệm. Sau đó người ta hỏi có mấy trường hợp thì viên chức quản lý có thể xin thôi đúng không ạ? Là miễn nhiệm. Cho thấy quy định rất là rõ đúng không ạ? Thì chúng ta chốt ở câu 18 là ở câu 18 là 38 các em nhá. A. Chúng ta đi tiếp vào hỏi 19. Theo đội viên chức 20 thì viên chức về hoạt động nghề nghiệp được quyền nào sau đây? A. Được quyết định vấn đề mang tính chuyên môn gắn với công việc hoặc nhiệm vụ được giao. B. Được quyền từ chối thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ trái với quy định pháp luật. Và C. Được hưởng các quyền khác về hoạt động nghề nghiệp theo quy định của pháp luật. Và D. Tất cả các ý trên. Xin mời các em liên quan về quyền hoạt động nghề nghiệp của viên chức đúng không ạ? Và với câu 19 này chắc chắn là chúng ta phải chọn là D rồi. Đúng không ạ? Căn cứ ở điều 11 đúng không ạ? Với quyền hoạt động nghề nghiệp của viên chức chúng ta thấy là có 7 quyền rất là rõ đúng không ạ? Thì chúng ta thấy những nội dung này chúng ta thấy đầu tiên là quy định mang tính chuyên môn thì chúng ta thấy nó nằm ở gì? Ở khoản khoản 5 đúng không ạ? Rồi chúng ta thấy là với cái B là quyền từ chối thực hiện công việc nhiệm vụ trái quy định pháp luật thì chúng ta thấy là khoản 6 đúng không ạ? Còn được hưởng các quyền khác thì nó nằm khoản 7. Đấy chúng ta thấy với quyền của nghề nghiệp viên chức chúng ta nhớ có 7 khoản. Và liên quan câu hỏi này chúng ta chọn là D tất cả em nhá. Chúng ta đi tiếp vào câu hỏi 20. Liên quan về viên chức tiền lương là các chế độ tiền lương đúng không? A. Họ được hưởng gì ạ? Các quyền về tiền lương tương xứng đúng không? B. Được hưởng làm thêm giờ, tiền đêm, công tác phí. C. Được hưởng tiền thưởng, xét nâng lương theo quy định. Đó. Và D. Tất cả đáp án trên. Xin mời các em. Vì các em đã có đề thầy đọc đại diện các ý thôi nhá. Vâng. Và 20 chúng ta chọn là D tất cả đúng không ạ? Thì về quyền lương chúng ta thấy ở trong luật viên chức quy định rất là rõ đúng không ạ, liên quan ở điều 12 đấy, ta nhớ được ba cái được: thứ nhất được trả lương, thứ hai được hưởng làm thêm giờ, thứ ba được được hưởng thưởng. Đấy thì chúng ta nhớ là ba cái được như vậy. Thì đây câu này nó chọn cả ba cái qua khoản này rồi, như vậy là 20 là D các em nhá. Chúng ta đi vào câu 21. Quy định trách nhiệm đánh giá viên chức thực hiện điều bao nhiêu? A ở điều 44, B ở điều 43, C ở điều 45, D điều 46. Và xin mời các em ạ. À, xin mời các em ạ. Vâng, chúng ta thấy 21 là phải là B, điều 43 các em nhá. Chúng ta thấy rất rõ. Điều 43 quy định về trách nhiệm đánh giá viên chức. Chúng ta thấy là những quy định rất rõ về các nội dung người đứng đầu được thành lập trong trách nhiệm đánh giá, đúng không? Giúp đánh giá các viên chức thuộc thẩm quyền quản lý, đúng không? Còn người có thẩm quyền thì bổ nhiệm nhân chịu trách nhiệm đánh giá viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập đúng không ạ? Và chính phủ sẽ là người cơ quan quy định trình tự thủ tục đánh giá viên chức em nhé. Đấy chính là điều 43. Đấy, như vậy câu 21 là B, điều 43. Xin mừng các em. Chúng ta đi tiếp vào câu hỏi 22 là quy định chuyển tiếp áp dụng đối với viên chức được tuyển trước khi luật viên chức có hiệu lực được thực hiện điều bao nhiêu?
là điều 57, B điều 54, C điều 58 và D điều 59. Thì xin mời các em ở câu hỏi số 22. Vâng, xin mời các em ạ. Chúng ta thấy rất rõ ở câu 22 này đúng không? Thì chúng ta phải trả lời đáp án nào ạ? Vâng, các bạn đưa ra là gì ạ? Vâng. Vâng, phải là C, điều 58. Ta thấy rất rõ, điều 58 nhá. Quy định liên quan điều chuyển đổi viên chức cán bộ chức đấy là điều 58. À, được chưa? Điều 58 được chưa? Chúng ta đi tiếp ở câu hỏi 23. Theo luật viên chức 2.10 về hoạt động viên chức ở về hoạt động kinh doanh, viên chức được thực hiện những quyền nào sau đây? A. Không được góp vốn nhưng được tham gia quản lý điều hành công ty trách nhiệm hữu hạn. B. Góp vốn đồng thời tham gia quản lý điều hành công ty trách nhiệm hữu hạn. C. Là gì ạ? Góp vốn thì không tham gia quản lý điều hành công ty trách nhiệm hữu hạn. Và D, tất cả các ý trên. Thì xin mời các em ạ, câu hỏi 23. Và xin mời các em ạ. Trường đấy 23 đây là án là gì ạ? Nó thấy rõ ràng đáp án chúng ta phải lựa chọn nó là C. Về góp vốn nhưng không được tham gia quản lý điều hành công ty trách nhiệm hữu hạn. Nó đối chiếu trên cái A là không góp, không được góp vốn không đúng. B là góp vốn đồng thời tham gia quản lý là không đúng. Chúng ta thấy làm rất rõ đây ở khoản 3 của điều 14 nói cho là được góp vốn nhưng không tham gia quản lý điều hành công ty trách nhiệm hữu hạn. Công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã, bệnh viện tư, trường học, hoặc tổ chức nghiên cứu học tư. Đấy, chúng ta thấy như vậy. Như vậy với câu hỏi số 23 ta chọn là C em nhá. Ta đi vào câu hỏi 24. Dựa theo luật viên chức 2.10 trong quá trình làm việc nếu có một bên yêu cầu thay đổi nội dung hợp đồng thì được báo cáo cho bên kia bên trước bao nhiêu ngày thời gian? A 3 ngày, B 6 ngày, C 12 ngày và D 60 ngày. Xin mời các em. Và ông xem cho biết bên kia biết trước ít nhất bao nhiêu ngày nhá, bao thời gian ấy. Và chúng ta thấy rõ ràng với câu hỏi này chúng ta thấy về báo trước là nằm trong về việc thay đổi nội dung, thấy đấy ta đã có ở điều 28 đấy đúng không ạ? Thì thấy đáp án đây nó phải là gì, ít nhất 3 ngày đúng không ạ? Là A được chưa? 24 là A, ta phải chọn là A được chưa? Câu 22 ạ. Câu 2 là phải là C chứ ạ. Đấy không phải là D đâu. Câu 22 là C điều 58 cơ mà. Đúng không ạ? Là 58 đúng không ạ? Điều quy định chuyển tiếp, vâng. Quy định chuyển tiếp về 59, vâng. Chúng ta nhớ một cái áp dụng với viên chức.
Vâng, quyết định chuyển tiếp thì chúng ta phải chọn là D nhá. Vâng. Đấy, câu 22 mọi người chốt lại cho thầy là 59 được chưa, là D. Vâng, được chưa? Người nghe rõ chưa? Vâng, sợ này nhầm nghe từng người. Còn nó nhớ 23 là C nhá. Có 4 thì không tham gia quản lưu hành. Còn 24 chúng ta phải chọn là A, đúng không ạ? Ít nhất 3 ngày, đúng không ạ? Vâng, 59 em nhá. Vâng. Là D được chưa ạ? 59. Vâng. Rồi 58 là chuyển đổi. Còn chuyển tiếp là 59, đúng không ạ? Mọi người chuyển 59 nhá. Vâng. Còn với câu hỏi 24 thì chúng ta phải chọn là 3 ngày. Liên quan đến việc thay đổi nội dung báo trước nhất bên kia 3 ngày nhá. Và 24 là A được chưa? Chúng ta đi tiếp và liên quan đến câu hỏi 25, áp dụng quy định của luật viên chức đối với các đối tượng khác được thực hiện điều bao nhiêu? Luật viên chức hạng 10. A điều 58, B điều 60, C điều 61 và D điều 59. Hỏi 25. Và câu hỏi năm này chúng ta cũng sẽ kết thúc cái phần của luật viên chức 2010, sau đó ta làm các câu của luật giáo dục. Vâng. Nay chúng ta cố gắng có thể làm bài tới 23 giờ 15 các em nhé. Lịch học của chúng ta thì là đến thường là sẽ là 23 giờ. Nhưng hôm nay chúng ta học liền 2 ca. Mà ca 1 thì nó hơi lấn sang thời gian của ca 2 một chút, ít phút thời gian. Thì chúng ta sẽ học quá lên một chút khoảng 23 giờ 15, được chưa? Thầy cũng biết các em là con nhỏ mà thôi, chúng ta cố gắng nhé. Vâng. Vâng, thì câu 25 chắc chắn là B rồi, điều 60 áp dụng với đối tượng khác, được chưa? Thì câu nào nó theo đúng luật rồi thầy cũng giải thích thêm nữa nhá. Đấy, điều bao nhiêu nó chắc chắn là đúng rồi, được chưa? Xong luật viên chức được chưa? Bây giờ chúng ta sang luật giáo dục, câu 26. Theo điều 38 của luật giáo dục 25 thì đào tạo trình độ cao đẳng đối với người có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc bằng tốt nghiệp trung cấp được thực hiện A từ 2 năm trở lên, B từ 3 năm trở lên, C từ 2 đến 3 năm và D từ 1 đến 3 năm. Xin mời các em. Đó, như thầy vừa rồi trao đổi cái kế hoạch ấy, có thể chúng ta học đến 23 giờ 15 có được không, hay các em cứ chốt là 23 giờ như nào, thì rất mong ý kiến phản hồi của các em. Thì đây cũng liên quan đến các em còn công việc gia đình con cái nó ảnh hưởng gì không, xin mời các em nhé. Đấy là ý kiến thầy đưa ra để sao nó hài hòa nhất. Vâng, thì mong muốn các em như thế nào. Và mấy câu hỏi này với 26 đã thấy căn cứ điều 38, chúng ta với những người mà tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc là tốt nghiệp trung cấp rồi chúng ta thấy để đào tạo trình độ cao đẳng thì chúng ta thấy học từ 2 đến 3 năm nhá. 2 3 năm như vậy đã là C được chưa? Với những người mà gì có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc là bằng tốt nghiệp trung cấp thì chúng ta thấy khi tham học đào tạo trình độ cao đẳng thì chúng ta sẽ học từ 2 đến 3 năm, được chưa? Đấy là C được chưa? Đây, câu hỏi 26. Và câu hỏi 27, theo điều 38 luật giáo dục 25 thì đào tạo trình độ cao đẳng đối với người bằng tốt nghiệp trung cấp cùng chuyên ngành thì được hiện trong bao nhiêu năm? A từ 2 năm trở lên, B từ 1,5 năm trở lên, C từ 1,5 đến 2 năm và D từ 1 đến 3 năm. Thì xin mời các em. Vâng, các bạn cũng ngoài đồng ý, các bạn khác thì sao ạ? Vâng, thì cũng phải hỏi ý kiến của các em sao nó thống nhất. Vâng. Vâng, biết là vậy thì cũng muốn thế thôi, bạn trình tâm, nhưng cũng còn một số bạn có con nhỏ mà nó cũng vướng nhiều thứ. Vâng, đấy thì hỏi thống nhất với các em nhá. Vâng. Rồi, 27 là C các em nhá, rất rõ. Với người mà có tốt nghiệp trình độ trung cấp được chưa? Đào tạo trình độ cao đẳng nhớ là C 1,5 đến 2 năm được chưa? Chúng ta đi tiếp câu hỏi 28. Cái này thì nhanh thôi nhá, nó là số mặc định rồi.
đào tạo trình độ cao đẳng, trình độ đại học đối với người có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, bằng tốt nghiệp trung cấp thì được đào tạo trong mấy năm? A 4 năm, B 5 năm, C 4 đến 6 năm và D là gì? 4 đến 5 năm. Đó. Như thầy nói câu nào mà cần giải thích thầy sẽ giải thích một câu nào nó mặc định về đáp án rồi, đúng không? Như luật rồi thì để chúng ta trao đổi nhanh, chọn đáp án để chúng ta học những câu khác cho nó hiệu quả. Được chưa? Vâng. Ok nhá. Vâng. Hết thôi, có vấn đề gì đâu. Đấy, chỉ sợ một số bạn này có con nhỏ này sinh bờ lại lo lắng việc đó đâu. Vâng. Rồi, chúng ta thấy tiếp với trả lời nhanh ở câu hỏi 28 này, chúng ta thấy chắc chắn là đáp án là C, 4 đến 6 năm. Chúng ta thấy với những ngành khoa học cơ bản thì thường học là 4 năm, kỹ thuật khoảng 4 năm rưỡi 5 năm, còn y đa khoa là 6 năm. Đấy, với những người tốt nghiệp trung học phổ thông, tốt nghiệp trung cấp, học đại học, tôi thấy là 4 đến 6 năm nhá em nhá. Câu hỏi 29 thì theo đồ 38 là dù 2 năm thì đào tạo trình độ đại học với người có bằng tốt nghiệp trung cấp cùng chuyên ngành được đào tạo trong mấy năm? A 4 năm, B 5 năm, C 2 đến 4 năm và D 2,5 năm đến 4 năm. Đây, xin mời các em hỏi 39. Và xin mời các em. À, và không phải đọc đề ạ, vì thầy chỉ sợ có một số bạn đấy vẫn nói vẫn chưa có đề. Và đấy thì thầy rất muốn như thế nhanh hơn, nhưng mà một số bạn không có đề thì không biết các bạn kia đã tải về chưa. Thì như thế thực ra thường là như thế nó nhanh lắm. Vâng, chứ đúng là đọc này chờ rất lâu. Vâng, nó thì không biết là mấy bạn hôm nay bảo là chưa có đề thì giờ đã có chưa. Đấy, thầy không muốn các bạn thiệt thòi, thực sự là nó cũng rất lăn tăn. Và thầy cũng gửi từ từ chiều đấy, không nhầm là hơn 3 giờ một chút đấy. Thì thầy đã thống nhất các em là mỗi ngày chúng ta sẽ nhất là có một đề nhá, hàng ngày định kỳ cho các em. Đấy, học đến làm đến khi thi thì thôi, đúng không ạ? Đấy. Làm đi làm lại, làm tái làm hồi. Được chưa? Thì cách nhớ tốt nhất thì câu 29 là D các em nhá. Thì nếu các em đồng ý thì thầy sẽ chỉ đọc câu và chúng ta đưa đáp án thôi, đúng không ạ? Khoảng 15 20 giây thầy công bố đáp án để chuyển sang câu khác thì nó tiết kiệm được thời gian rất nhiều. Câu 29 là D được chưa? Chúng ta đi vào câu hỏi 30. Đúng không ạ? Và thầy thử câu này xem các bạn khác chưa có đề thì thế nào. À, vâng, không cần đọc đúng không ạ? Vâng, thống nhất bản Tú Anh thầy nghĩ như thế, đúng như ra là như thế đấy, vì đề thầy đã gửi rồi. Thế còn nếu mà thầy trong trường hợp thầy gửi gấp cơ nó sát giờ quá thì thầy nghĩ từ 3 giờ chiều thì nó cũng không quá là muộn quá đúng không ạ? Và thực sự cũng không quá muộn. À, đọc thêm thì đúng là dễ nhớ. Vâng, cũng rất là áy náy với mọi người, thực sự là đấy nó cũng vâng. Thế chúng ta thấy với câu 30 nhá, về đào tạo trình độ đại học này, tốt nghiệp cao đẳng cùng chuyên ngành, ta nhớ là C 1,5 đến 2 năm được chưa? Đó thì thầy đọc khái lược như thế. Câu 30 là C 1,5 đến 2 năm với đào tạo trình độ đại học với người có tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành đào tạo. Câu hỏi 31 đúng không ạ? Liên quan đến sửa đổi bổ sung điều 39 có điểm mới. Ta nhớ điểm mới của 29 của luật sửa đổi 2009 với luật giáo dục 2005 thì nói liên quan đến cơ quan quy định về cụ thể trình độ cao đẳng kỹ năng thực hành đấy, thì chúng ta chọn là A hay B C D đó chúng ta thấy. Và cái này chúng ta nhớ là chúng ta phải chọn là D, như thầy đã nói trong khái quát rồi. Chúng ta thấy là gì, câu hỏi người ta hỏi 2005 là gì, là cái ông thủ tướng, thì 2009 là hai 2009 là bộ trưởng đào tạo rồi bộ trưởng thủ trưởng cơ quan ngang bộ, thì như vậy câu này là D nhá. Còn hỏi ngược lại 2009 là ông bộ trưởng thủ trưởng cơ quan bộ trưởng giáo dục ấy, thì 2005 là ai, thì là ông thủ tướng, thì chúng ta đổi lại hai cái đấy nhau. Em rõ chưa? Câu hỏi 31 như thế được chưa, về thẩm quyền đấy thì các em nhớ 31 cho thầy là như thế nhá. Vâng, thì các bạn chọn là D là đúng nhá, cả bộ trưởng bộ đào tạo và cả bộ trưởng thủ trưởng cơ quan ngang bộ các em nhá. Chúng ta vào câu hỏi 32 thì chúng ta thấy là xem lại điểm mới, thì nó như câu vừa rồi thầy nói là em để ý một chút với 2005 2009 đấy. Câu bà 2 đây, A sẽ là bộ trưởng bộ đào tạo, B bộ thủ trưởng cơ quan bộ, C thủ tướng chính phủ, D A và B đó. Câu 32 ạ. Vâng, câu 32 như thầy đã giải thích thì đáp án chúng ta phải là C là thủ tướng, vì người ta đưa ra đây là cái 2009 thẩm quyền ông bộ trưởng đào tạo và bộ trưởng cơ quan bộ, thì cái thẩm quyền này của 2005 là ai thì chắc chắn là thủ tướng chính phủ các em nhé. Thế thầy nói lại với những câu kiểu như này là với người ta quy định 2005 nói thủ thẩm quyền này là ông thủ tướng, thế còn 2009 là ai
hay là chị phải nhớ ngang bộ chủ đạo tạo và thủ trưởng quan bộ. Còn họ ngồi ngược lại là gì? 209 là bộ chủ đạo tạo, bộ trưởng chủ quan bộ đấy, thẩm quyền của việc này của 205 là ai? Thì 205 là thủ tướng chính phủ chính áp dụng câu 32 này nhá. Chúng ta đi vào điều 33 à câu 33 về điểm khác biệt trong điều 38 của luật giáo dục 25 so với luật giáo dục 29. Chúng ta xem là nó khác nhau như thế nào. Xin mời các em cho đã nào khác đúng không ạ? Và mà 3 thì chúng ta chọn án nào đây ạ? Và các bạn chọn D rất nhiều. Ta phải chọn là D là chính xác. Thì đơn giản là gì? Điều 38 của 205 thì có 4 nội dung thôi. Còn 209 là có 5 nội dung. Các em nhé. Thì án D là chính xác. Được chưa? Hỏi 34. Thì điều 39. Năm thì giáo dục đại học có bao nhiêu mục tiêu? Nhớ chúng ta thấy. A là 3, B 4, C 5, D 6. Đúng không ạ? 34 chọn là gì ạ? Và cảm ơn các em đã trả lời hỏi 33. Bây giờ ta đi tiếp 34 đúng không ạ? Thì 34 đây chúng ta thấy là gì ạ? 34 đây chắc chắn chúng ta phải chọn là 5 rồi. À, có 5 mục tiêu. Thứ nhất là mục tiêu chung cho giáo dục đại học. Thứ hai là gì? Mục tiêu cho cao đẳng. 3 là mục tiêu cho đại học. 4 mục tiêu thạc sĩ và 5 là mục tiêu đại học của trình độ đại học đấy. Thì chúng ta thấy là có 5 nhá. Câu 35 hỏi là điều 39 nội dung giáo dục phải có tính gì? A tính hiện đại, B tính phát triển, C tính khoa học và D tính hiện đại và phát triển. Thì xin mời em hỏi 35. Ờ 35 thì viên đã nhỏ rất nhanh là D, các bạn khác thì sao ạ? Và chúng ta thấy rõ ràng rồi, 35 là D nhá. Nội dung giáo dục phải có tính hiện đại và phát triển, được chưa? 35 là D. Chúng ta đi vào câu hỏi 39. Ở nội dung 25 phương pháp đào tạo trình độ tiến sĩ được chủ yếu bằng thực hiện chủ yếu bằng gì? A thực học tự nghiên cứu hướng dẫn nhà giáo. B quan trọng thói quen nghiên cứu khoa học. C quan trọng rèn luyện phát triển tư duy sáng tạo trong phát triển giải quyết những vấn đề chuyên môn. D tất cả các đáp án trên đều đúng. Thì xin mời các em hỏi 36. Vào đây như phương này viết ra rất đúng, 5 mục tiêu, đúng không ạ? Đấy. Rất rõ, đúng không ạ? Mục tiêu nhất là mục tiêu của chính giáo dục đại học, mục tiêu thứ hai là của trình độ cao đẳng, ba là trình độ của đại học, rồi trình độ của thạc sĩ, trình độ tiến sĩ, đúng không ạ? Đấy. Và 35 các bạn 36 nó vẫn chọn là D. Đấy, đúng rồi, tất cả nội dung này là liên quan đến phương pháp đào tạo trình độ tiến sĩ em nhá. Như vậy 36 là D. Chúng ta đi tiếp vào câu hỏi 37 rất dễ luôn, đúng không? Điều 41 là gì? Chương trình giáo dục đại học thể hiện mục tiêu gì? A mục tiêu giáo dục đại học, B mục tiêu giáo dục, C phát triển đất nước, D tất cả trên đều đúng. Vâng, 37 các bạn chọn A rất nhiều. Thì chắc chắn rồi, chương trình giáo dục đại học sẽ thể hiện đúng mục tiêu của giáo dục đại học. Giống như câu này sau người ta hỏi liên quan đến giáo dục mầm non, chương trình giáo dục mầm non thể hiện mục tiêu gì? Nếu mục tiêu mầm non tương tự của giáo dục chuyên nghề nghiệp hay giáo dục thường xuyên hay giáo dục phổ thông cũng thế các em nhá. Đấy thì qua 7 là A, được chưa? Chúng ta đi vào hỏi 38 thì là liên quan đến thẩm mà chúng ta thấy là cơ quan nào quy định chương trình từng ngành nghề đối với cao đẳng trình độ đại học gồm các cơ cấu nội dung, thời gian, tỷ lệ phân bổ thời gian đào tạo giữa môn học lý thuyết và thực hành. A bộ trưởng đào tạo, B thủ tướng chính phủ, C nhà nước, D hiệu trưởng. Chúng em có hỏi 38. Vâng, thì 38 chúng ta chọn là A là đúng rồi. Liên quan về chuyên môn này, chúng thấy khung chương trình các thứ là luôn gắn với bộ trưởng đào tạo em nhé. Đấy, còn thủ tướng là về quản lý nhà nước, các chính sách rồi, đúng không? Rồi nhà nước là liên quan từ bảo hộ tạo điều kiện có chính sách ưu tiên các thứ, hiệu trưởng nó không phải nha. Như vậy là A, 38 là A, được chưa? Bộ giáo dục đào tạo. Hỏi 39 theo điều 41 và 5 thì cơ quan nào quy định về khối lượng kiến thức kết cấu chương trình luận văn văn thạc sĩ? A bộ trưởng, B thủ tướng, C nhà nước và D hiệu trưởng. Ta thấy gắn với chương trình nội dung thì ai? Và nhớ như vậy
Vâng, 39 cũng đưa ra án là A, vẫn là bộ trưởng đào tạo các em nhá. Đó cho nó thấy cứ gắn với chuyên môn, nó thấy là khung chương trình, kết cấu chương trình các thứ, nhớ là A, bộ trưởng đào tạo. Ở chúng ta vào câu hỏi 40. Theo điều 42 thì chúng ta thấy là cơ sở giáo dục đại học gồm mấy cơ sở? A2, B3, C4 và D5. Thầy xin mời các em. Điều 42 các em nhá. À, xin mời các em ạ. Vâng, các bạn chọn 40A đúng không? Ta thấy là chính xác rồi. Cơ sở dụ đại học gồm hai cơ sở em nhé. Vâng. Sở trường cao đẳng thì đào tạo trình độ cao đẳng, trường đại học thì đào tạo cả trình độ cao đẳng và đại học đúng không ạ? Và sau đại học con thấy rất rõ. Được chưa? Câu 41 chính là trả lời cho câu hỏi trên đây. Chúng ta thấy là gì? Theo điều 42 của luật giáo dục sửa đổi 2009 đúng không ạ? Thì cơ sở đào tạo bao gồm A, trình độ cao đẳng đào tạo trình độ cao đẳng, B, trình độ đại học đào tạo trình độ cao đẳng, C, trường đại học đào tạo trình độ cao đẳng trình độ đại học, D, cả A và C đều đúng. Thầy xin mời các em ở câu hỏi số 41. À, theo luật giáo dục sửa đổi 2009 em nhá. Cái cổ nè em đi Vâng, chúng ta 41 là D là chính xác. Xin chúc mừng các em. Chúng ta đi vào câu hỏi số 42. Theo điều 42, luật giáo dục sửa đổi 2009 thì đại học, trường đại học, đào tạo trình độ cao đẳng, đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được gọi chung là gì? Là tên đấy, chúng ta thấy là A, trường nghề, B, trường đại học, C, trường cao đẳng nghề, D, trường trung cấp nghề. Thầy xin mời các em. Xin mời các em câu hỏi 42. Vâng, câu hỏi 42 đã thấy rồi. Tên chung ở đây tôi gọi là gì? Câu 42 chọn là trường đại học em nhé. Vâng, ta chọn là B, được chưa? Trường đại học, được chưa? 43, theo điều 42 của luật giáo dục sửa đổi 2009 thì đại học, trường đại học đó. Ta thấy là đào tạo trình độ cao đẳng, trình độ đại học, trình độ thạc sĩ, tiến sĩ khi được cơ quan nào cho phép? A, Bộ trưởng đào tạo, B, Thủ tướng Chính phủ, C, Nhà nước, D, Hiệu trưởng được giao. Thì xin mời em hỏi 43. Vâng, chúng ta thấy ở điều 43, câu 43 thì chắc chắn rồi, với 2009 thì thẩm quyền này chúng ta thấy là liên quan cho phép, chúng ta thấy là chính là gì? Bộ trưởng Bộ đào tạo các em nhá. Đấy, liên quan ở đây với câu 43 là sẽ là Bộ trưởng đào tạo. Chúng ta đi tiếp là câu hỏi 44 đúng không ạ? Là theo luật, theo điều 42 của luật giáo dục 2005 thì trường đại học đào tạo trình độ cao đẳng, trình độ đại học, trình độ thạc sĩ, tiến sĩ khi được chấm 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 đúng không ạ? Ai giao đây? A, Bộ trưởng đào tạo, B, Thủ tướng Chính phủ, C, Nhà nước và D, Hiệu trưởng trường đào tạo. Thì xin mời các em. Đấy, câu hỏi người ta so sánh với nhau đúng không ạ? Với 2005 và 2009.
Thì chúng ta thấy rồi, như thầy nói rồi, những cái gì câu hỏi ta hỏi nói là gì, 2005 cái thẩm quyền này là Bộ trưởng Đào tạo đúng không ạ? À, 2005 thẩm quyền này Thủ tướng Chính phủ, thì 2009 là ai? 2009 phải là Bộ trưởng đúng không ạ? Đó, Bộ trưởng Đào tạo. Còn người ta hỏi là 2009 cái thẩm quyền này được giao là gì, Bộ trưởng Đào tạo, thì 2005 là ai? Thì 2005 chính là Thủ tướng Chính phủ đúng không ạ? Giao đấy. Còn 2009 là cho phép, Bộ trưởng 2009 là Bộ trưởng cho phép. Hỏi là 2005 là ai? 2005 là Thủ tướng. Hỏi ngược lại là 2005 là Thủ tướng cho được giao, được khi được Thủ tướng giao. 2009 là ai? 2009 là Bộ trưởng Đào tạo cho phép. Mấy hai câu này nó ngược lại nhau nhá. Nó thấy câu 4 đáp án nó phải là B rồi, được chưa? Đây là Thủ tướng Chính phủ. Được chưa? Vâng. Ok chưa? Và đúng rồi, cứ 2005 là gắn với Thủ tướng em nhá. Và 2009 gắn với Bộ trưởng Đào tạo. 44 là B, được chưa? Đó. Cách nhớ như thế. Câu hỏi 45 đúng không ạ? Là vẫn theo điều 42 giáo dục sửa đổi 2009. Viện Nghiên cứu Khoa học Đào tạo trình độ tiến sĩ phối hợp với Trường Đại học Đào tạo trình độ thạc sĩ khi được cơ quan nào cho phép? Đấy, nhớ 2009 nhá. A, Bộ trưởng Đào tạo. B, Thủ tướng Chính phủ. C, Nhà nước. Và D là Hiệu trưởng Trường Đào tạo. Đấy, xin mời các em. Chúng ta học nhuần nhuyễn liên quan đến thẩm quyền này luôn, được chưa? Thì 4 năm chúng ta thấy rồi, người ta nói 2009 thì viện này được ai cho phép? 2009 từ cho phép là gắn với Bộ trưởng Bộ Đào tạo, được chưa? 4 năm là A, được chưa? 4 năm là A nhá, ta nhớ. Còn vì 2009 sẽ là gắn với Bộ trưởng Bộ Đào tạo, được chưa? Đấy. Tiếp là 46, vẫn nhớ được 42, khi viện nghiên cứu khoa học đào tạo trình độ tiến sĩ phối hợp với trường đại học đào tạo trình độ thạc sĩ thì được cơ quan nào cho phép đây? A là gì? Bộ trưởng Đào tạo. B, Thủ tướng Chính phủ. C, Nhà nước. Và D, Hiệu trưởng Trường Đào tạo. Với câu hỏi 46. Đấy, như Phương Mai viết ra rất đúng, đúng không ạ? 2009 là gắn với Bộ trưởng, đúng không? Đấy, chúng ta thấy thì 4 năm chắc chắn là phải chọn là A rồi, đúng không? Bộ trưởng Đào tạo, đúng không? 4 năm là, đúng không? À, Bình Dương là giờ hỏi 43 là gì thế? 43 thì là Bộ trưởng thôi. Thứ 2009 là Bộ trưởng nhá. Đấy. Hỏi 2009 là ai thì là Bộ trưởng. 2005 là ai, là Thủ tướng, được chưa? Đấy, cách này thực hiện em lần luyện luôn, được chưa? Cái thẩm quyền, được chưa? Thì 4 năm ở đây cho thấy là liên quan đến 2009 đúng không? Thì viện này do ai cho phép, chúng ta thấy là gì nội dung này. Đấy, cách nhớ rất là dễ đúng không ạ? Thì là A. Thế còn 46 ta thấy vẫn liên quan thẩm quyền đấy, người hỏi là với 2005 viện nghiên cứu khoa học đào tạo trình độ tiến sĩ phó đào tạo chúng ta xin cơ nào cho phép? A, Bộ trưởng Đào tạo. B, Thủ tướng Chính phủ. C, Nhà nước. D, Hiệu trưởng. Thì ta xem ngược là với 2005 là ai, đúng không ạ? 46 chắc chắn là phải là gì rồi? 46 ở đây chắc chắn là phải là B, Thủ tướng Chính phủ chứ. 2005 là gắn với Thủ tướng Chính phủ, được chưa? 2009 là gắn với Bộ trưởng Đào tạo, được chưa? Đấy, cách nhớ như thế nhá. Có thể họ sẽ đảo cho nhau, được chưa? Như vậy đến câu 46 này chúng ta xong liên quan bộ câu hỏi của hai phần chính, ta thấy là luật giáo dục và luật viên chức. Bây giờ chúng ta đi vào từng điều lệ các em nhá. Ở câu hỏi 47 theo thông tư số 12 ban hành điều lệ trường trung học thì trường trung học thực hiện thời gian năm học theo hướng dẫn của cơ quan nào để phù hợp với điều kiện của địa phương? A, Nhà nước. B, Chính phủ. C, Bộ Giáo dục Tạo. D, Bộ trưởng Lao động Thương binh Xã hội. Cái câu này ra chỉ dành cho các bạn thi trung học, các bạn thi mầm non và tiểu học thì không phải làm nhá, được chưa? Câu hỏi 47, câu 47 này chỉ dành cho các bạn thi vị trí trung học, được chưa? Còn các bạn thi mầm non, tiểu học thì không phải làm, các bạn sẽ làm những câu sau của mình. Chúng ta thấy câu 47 này chắc chắn rồi, có từ hướng dẫn, các em nhớ nhá, đi thi có từ hướng dẫn ở trong luật giáo dục cũng như là trong điều lệ, nó chọn đáp án là Bộ Giáo dục Đào tạo. Còn từ có trách nhiệm, từ ban hành thì 100% là chọn Bộ Đào tạo, được chưa? Bộ trưởng Bộ Đào tạo. Từ ban hành, ai ban hành, các em nhớ là gì? 100% là Bộ trưởng Đào tạo. Còn từ hướng dẫn thì chúng ta tới thấy là tới 99% mà chúng ta chọn Bộ Giáo dục và Đào tạo, 1% là chọn Bộ trưởng. Đấy, con thấy. Còn đúng không ạ?
còn từ quy định như thầy nói lần trước rồi, 90% đấy, trong luật giáo dục cũng như là điều lệ là chọn bộ trưởng đào tạo, còn 10% còn lại thì gắn với thủ tướng và chính phủ, được chưa? Đấy thì 47 chúng ta chọn là C nhá. Chúng ta đi tiếp vào 48. Đấy, thì theo thông tư số 2 ban hành điều lệ trường học thì sách giáo khoa, giáo viên, sách bài tập sử dụng giảng dạy trong học tập do ai quy định? Đấy, quy định nhá. Vâng. A. Thủ tướng Chính phủ. B. Bộ trưởng Đào tạo. C. Bộ trưởng Nội vụ. D. Bộ trưởng Lao động Thương binh Xã hội. Thì xin em 48. Vâng, dành cho các bạn trung học thôi nhá. Vâng. Các bạn mầm non, tiểu học chúng ta làm phần sau của các em, được chưa? Thì với câu hỏi 48 chúng ta phải chọn là B nhá. Là B, như thầy nói rồi, từ quy định ở đây là Bộ trưởng Đào tạo, được chưa? Đấy, Bộ trưởng Đào tạo, được chưa? Thì câu 48 là B, được chưa? Chúng ta vào 49. Là gì? Theo thông tư 12 thì các hoạt động giáo dục bao gồm những hoạt động nào? A. Hoạt động trong giờ lên lớp. B. Hoạt động ngoài giờ lên lớp. C. Cả A và B đúng. D. Cả A và B đều sai. Xin mời em câu hỏi 49. Vâng. À, 49 chúng ta chọn là C rồi, cả A và B. Đấy, gồm hoạt động trong giờ lên lớp là những học chương trình bắt buộc tự chọn do bộ chủ ban hành. Ngoài giờ lên lớp chúng ta thấy là học chương trình về liên quan ngoại khóa, vui chơi, đúng không ạ? À, rồi thăm các di tích lịch sử các thứ, thấy là như vậy. À, câu 49 là C. À, chúng ta đi vào câu hỏi 50. Và theo thông tư số 12, cơ quan nào hoạt động theo quy định pháp luật nhằm giúp nhà trường thực hiện mục tiêu nguyên giáo dục? A. Công đoàn và thanh niên. B. Đội thiếu niên phong. C. Các tổ chức khác trong nhà trường. D. Tất cả các trên đều đúng. Xin mời em câu hỏi 50. Chúng ta thấy 50 ở đây chắc chắn chúng ta phải chọn là tất cả rồi nhá. Đây chính là các cơ quan mà theo quy định pháp luật nhằm giúp nhà trường thực hiện mục tiêu nguyên lý giáo dục đó. Mục tiêu giáo dục là phát triển con người toàn diện, thì chế thể mỹ của nguyên lý giáo dục chính là gì ạ? Là học đi đôi với hành, lao động gắn liền sản xuất, đúng không? Chọn gắn liền thực tiễn, giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình và giáo dục xã hội, được chưa? Đấy là câu 50 là D các em nhá. Chúng ta đi vào câu 51. 51 chính là cái năm câu hỏi, chính là câu hỏi cuối của cho các bạn thi trung học, đúng không? Các bạn trung học đã hoàn thành rồi nhá, hết câu 51. Là theo thông tư số 12 điều lệ ban hành điều lệ trường học thì chủ tịch hội đồng do ai bầu? A. Các thành viên của hội đồng. B. Thư ký hội đồng. C. Do hội đồng cha mẹ học sinh. D. Tất cả trên đều sai. Hết câu 51 là các bạn trung học có thể nghỉ được rồi. Và báo luôn cho thầy xem là các em đạt bao nhiêu câu nhá. Vâng, 51 chúng ta thấy rõ ràng là A rồi, do các thành viên hội đồng bầu, được chưa? Vâng. Như vậy các bạn trung học đã xong phần thi của mình và sớm báo kết quả cho thầy nhá. Bây giờ chúng ta đi vào các bạn ở tiểu học, đúng không ạ? Từ câu 52 thì văn bản số trong văn bản số 3 thì cơ quan nào thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với mọi loại hình nhà trường, lớp tiểu học và các cơ sở dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học trên địa bàn? A. Ủy ban dân cấp huyện. B. Phòng giáo dục đào tạo. C. Sở giáo dục đào tạo. D. Ủy ban dân cấp xã. Thầy xin mời các em ở câu 52 dành cho các bạn tiểu học. Như vậy thì các bạn chung là không phải làm và mầm non không phải làm nhá. Vâng, các bạn đưa ra 52 các bạn là A. Vâng. Liên quan chúng ta nhớ tất cả các loại hình nhà trường nhá. Chúng ta nhớ cái này nó phải là phòng giáo dục và đào tạo em nhá, là phải là B chứ không phải ủy ban nhân cấp huyện, đúng không ạ? Còn nhà nước mỗi mọi loại hình nhà trường, lớp tiểu học, cơ sở dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học đó, thì chúng ta nhớ cái này nó phải là B, phòng giáo dục và đào tạo. Và bạn là Tú Anh 35/50 và thế là qua quá ván làm gì nữa, đúng không? Và như buổi đầu em mới vào là học thì như vậy được rồi, ta cố gắng nhá. Cuối năm 2 quay lại đề đây chúng ta phải là B em nhá. Là B được chưa? Em nhớ thực hiện quản lý đối với mọi loại hình nhà trường, tiểu học, cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình học trên địa bàn.
À, tiểu học mấy nữa là Phong nó đào tạo. Đây là câu hỏi 53. Theo văn bản số 03 thì các quy định của điều lệ này và các quy định về giáo dục hòa nhập và trẻ khuyết tật thì do ai ban hành? A. Chính phủ. B. Bộ trưởng Lao động Thương binh Xã hội. C. Bộ trưởng Giáo dục Đào tạo. D. Cả B và C đều đúng. Đấy, chúng ta nhớ từ ban hành là ai? Vâng, thầy đã gợi ý nhiều lần rồi. Đúng không ạ? Hỏi 53. Vâng. Rồi, cố gắng sau bạn Tú Anh nhá. Vâng. Sao cả là sai thì sửa mà sửa thì đẻ. Sai một lần này là chúng ta nhớ lần sau. Và đề này thì ra nó hơi hóc là thấy nó nhiều liên quan đến số câu hỏi quá, đúng không? Các cái câu chữ số quá, các số quá. Vâng. Thì với 53 đây chúng ta chọn là C. Đấy, từ khóa ban hành, từ ban hành chắc chắn là Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo rồi nhá, chúng ta là C được chưa? Các em nhớ là C nhá. Đấy, từ ban hành nhớ là gì? 53 là phải chọn là C. Đấy, C các cái quy định về điều lệ trường mầm trường tiểu học này, quy định giáo dục nghề nghiệp với người khuyết tật thì sẽ do Bộ trưởng Đào tạo ban hành, được chưa? Câu 54 được chưa? Dành cho các bạn thi điều lệ trường tiểu học. Và xem chương 1 là có bao nhiêu điều? A 6, B 7, C 8, D 9. Thầy xin mời các em. À vâng, nó hơi khó một chút. Chúng ta về cũng phải thử thách những cái dạng nó khó một tí chứ dễ quá thì các em bảo sao đề dễ thế, đúng không? Vâng. Vì các em đang mơ màng với cái các cái test thử của cái hệ thống của Sở Nội vụ thì tưởng là nó dễ và thực tế thì không phải thế đâu nhá. Nên là để nói rất chân thành đấy. Vâng. Và các thấy chương 1 là có 8 điều các em nhá. Vâng, chương 1 có 8 điều. Thì 54 là C được chưa ạ? Rồi bây giờ chúng ta đi làm câu cuối cùng của các bạn tiểu học, được chưa? Và các bạn tiểu học làm câu này xong là được nghỉ và sẽ báo lại cho thầy xem được bao nhiêu câu nhá. Là câu 55 theo văn bản số hợp nhất số 03 thì giáo viên chưa đạt chuẩn trình độ đào tạo sẽ được gì? A. Nhà trường các cơ quan quản lý giáo dục tạo điều kiện học tập bồi dưỡng đạt chuẩn trình độ đào tạo để bố trí công việc phù hợp. B. Nghỉ việc để đi học. C. Cả A và B đều đúng. D. Cả A và B đều sai. Thầy xin mời các em. Vâng, chúng ta còn thêm 56 đấy. Đấy, thầy nhìn nhầm. Vâng, các bạn tiểu học thêm vào câu 56 nữa nhé. Vâng. Câu 55 là 56. Không sao đâu bạn Tu Anh, đây nó dạng thi thử thôi, nhiều khi đi thi nó may mắn rất nhiều mà chúng ta còn nhiều thời gian để học tiếp mà em bạn Tu Anh nhá, cố gắng lên. Thầy tin là những lần đầu em làm này thì là đạt kết quả tốt rồi, mà đề này nó là hơi xương, nó không dễ như các đề khác, mà em làm như vậy là bước đầu là tốt rồi, cố gắng lần sau nhá. Và đồng lý lên để biết cụ thể các đề 35 39 bao nhiêu thì chúng ta nghe lại nhá, hoặc là sáng mai thầy sẽ up lại đáp án cho các em được chưa? Vâng. Khánh Thư thì gần thôi, đề năm câu 53 thì là C được chưa? Có từ ban hành là gắn với Bộ trưởng Bộ Đào tạo được chưa? Nhá em nhá. Quay lại câu 55 của các bạn tiểu học ở đây, chúng ta thấy là gì? Tiểu học ở đây 55 là chúng ta phải chọn A nhá. Đấy, chúng ta nhớ là chưa đạt chuẩn thì nhà trường các cơ quan giáo dục sẽ tạo điều kiện được chưa? Câu 56 là câu cuối cùng của bạn tiểu học. Có mấy quy định về hành vi ngôn ngữ ứng xử trang phục của giáo viên? A 2, B 3, C 4, D 5. Đây chính là câu cuối cùng của bạn tiểu học rồi chưa? Các bạn làm xong câu này rà soát lại xem chúng ta đạt bao nhiêu câu nhá. Và đúng rồi, nãy thầy nhìn nhầm. Thì các bạn tiểu học ta làm đến câu 56 và Quỳnh Dương là 52, 53 và Hằng. À, dĩ nhiên là khó hơn trường sở rồi. Chúng ta phải ra khó chứ còn dễ như vừa sở thì các em đấy. Sở thì người ta mục đích người ta để test hệ thống cho các em thôi chứ ai đời người ta cho cái đề thật nó giống như để test để người ta thêm độ hết đề à? Và chúng ta nên hiểu nhá, và đây là kỳ thi loại, các em tin thầy tin thôi đấy, chúng ta thấy là nó như vậy thì chúng ta phải thực tế một chút, đúng không ạ? Mà chúng ta mong là sao đề giờ làm khó ta làm được,
mà chỉ mong khi khi thi thật nó dễ thì càng tốt cho các em. Chứ bây giờ thầy cho thật đề thật dễ rằng đi thi nó khó, xong cuối cùng chúng ta lại không làm được, đúng không nhá? Thơ là như vậy, được chưa? Ở báo cáo bạn anh Minh là đề điều điều lệ, tất cả các điều lệ thầy up lên rồi nhá. Các em làm đi ạ, rồi thầy sẽ gửi đáp án. Chúng ta phải làm phải động não, làm cho não động đậy, chứ không phải cứ gửi đề lên là xin đáp án rồi. Chúng ta đã được học từ khóa rồi, chúng ta phải làm nhá. Đấy, đã up, thầy nhắc lại, thầy đã up đề và đáp án của luật viên chức, đề và đáp án của luật giáo dục 2005 sửa đổi 29. Thầy đã up đề của điều lệ trường mầm non, điều lệ trường trường tiểu học và điều lệ của trường trung học, đúng không ạ? Đấy, thầy đã up rồi, còn còn đáp án thầy sẽ up sau, vì thầy chưa thấy các bạn nào mà gửi cho thầy, một số bạn gửi thôi. Thầy nói rồi, chúng ta thầy gửi là chúng ta phải làm, làm thì chúng ta phải có đã có từ khóa rồi thì làm như thế cũng là cách học để chúng ta nhớ. Chứ các em vừa một số bạn thầy nhanh nháy trong từ vô duyên là vừa gấp lên mà thầy đã dặn rất kỹ rồi, chỉ xin đáp án nhầm nhầm như thế thôi, học như thế là rất là thụ động mà không bao giờ hiệu quả được nhá. Còn thầy sẽ không tiếc gì cả, mà thầy làm cái gì đó tất cả là gì, là gì, mong mong điều tốt cho các em thôi nhá. Thầy chỉ mong muốn chúng ta, não của chúng ta phải hoạt động chứ đừng để nó ngủ nhiều quá. Đó, kỳ thi sắp tới rồi, chúng ta phải chủ động lên làm cho làm việc hết công suất đi nhá. Nó cái neuron hành kinh ở não chúng ta là nó lớn lắm, đúng không? Chứ không phải đấy đâu, được chưa? Đó. Vâng, thì ra trang văn lên thầy nghĩ là nó như thầy nói, quan điểm của thầy là em mong muốn thế nào, quan điểm là muốn cho thà đề thầy khó để sau này khi các em đi thi nó dễ nó còn tốt hơn, là bây giờ thầy cho đề dễ xong đi thi nó khó là chúng ta chả làm được. Đó thì chúng ta phải cái gì nó được va chạm đúng không? Đấy thì chúng ta thấy cái độ cung bậc chúng ta đỡ hơn, được chưa? Đó, nhá. Vâng, thì chúng ta quay lại năm sáu. Vâng, thì chúng ta nhớ đáp án ở đây đó là gì, là hai hai hành vi nhá. Đó, được chưa? Chúng ta đi vào câu 57, như vậy xong của tiểu học rồi. 57 bắt đầu của mầm non nhá, theo văn bản viết số 04. Và trong thời hạn bao nhiêu lâu, nếu nhà trường nhà trẻ có đủ điều kiện thì chúng ta cho phép hoạt động giáo dục. A 6 tháng, B 1 năm, đúng không ạ? C 2 năm và D 3 năm. Thì xin mời các em. Chúng ta nhớ đây theo văn bản hợp nhất. Một số bạn thì trước đây vì chúng ta chưa có giới hạn Hà Nội nên là trước học thì thầy theo cái văn bản cũ nên thầy đưa đề lên. Chúng ta thấy là như thầy nói rồi, tại sao mà thầy phải sinh ra 8 cái buổi luyện đề cho em này để thống nhất lại và theo đúng học theo văn bản hợp nhất này, theo đúng giới hạn của Hà Nội, em rõ chưa nhá? Chúng ta phải sự phân biệt, và đề thầy đã ghi rất rõ rồi, cái đề cũ trước là theo ghi rõ theo điều lệ trường tiểu học, còn đây thầy đã ghi rõ theo văn bản hợp nhất số 04 đúng không? Đấy, hoặc là văn bản hợp nhất số 03 là dành cho tiểu học, văn bản hợp nhất số 04 là dành cho các bạn mầm non, còn theo thông tư số 12 là cho các bạn thi trung học. Đấy, các em phải theo cái mới mà thầy đã up lên, được chưa? Phải, các em không bị nhầm lẫn nhá. Vâng, được chưa? Thì quay lại lên 57 chúng ta phải chọn là 2 năm nhá. Chúng ta nhớ đủ điều kiện để nhớ là trong 2 năm là C 2 năm. Tiếp câu hỏi 58 là các bạn mầm non theo văn bản số 04 thì hết thời hạn quy định nếu không đủ điều kiện để được phép hoạt động thì quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập nhà trường nhà trẻ. A trả lại, B cấp mới, C bị thu hồi, D tất cả trên đều sai. Xin mời em hỏi 58 các bạn mầm non. Ở đây còn ai mầm non nữa không ạ? Vâng. Vâng đấy, bạn Thư Lành đấy là phương án rất là hay. Chúng ta cứ bảo làm cách nào để nhớ. Đấy, mỗi người cái kinh nghiệm rất là hay thôi. Chúng ta tự làm. Và nghe đã nghe có bài giảng thầy nói về từ khóa bản chất thầy đưa ra dạng đề này rồi, đúng không? Xong nó có sai thì chúng ta sửa, chúng ta không cầu toàn là đúng khi mà đang học cái này quá, quan trọng nhất là đi thi ta rèn được tâm lý, và một lần có thể sai khi đang học này một đòn nhớ lâu, sau này đi thi ta không bị sai nữa, còn hơn bây giờ chúng ta cứ dễ rồi đúng rồi sau đi thi toàn sai chả giải quyết cái gì cả nhá. Đó, được chưa? Chúng ta đừng, được chưa? Vâng, thì với câu hỏi 58 này chúng ta nhớ là bị thu hồi là C nhá. Câu hỏi 59 cho bài hợp nhất số 04 thì ai là người quyết định thành lập của nhà trường nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập của nhà trường tư thục, đúng không ạ? A bộ trưởng đào tạo, B giám đốc sở đào tạo, C chủ tịch ban nhân cấp tỉnh và D chủ tịch ban cấp huyện. Xin mời các em hỏi 59 đối với các bạn mầm non nhá.
Đấy thì vì chúng ta lớp chúng ta nó có 3 thành phần đúng không ạ, thì thầy đã chia ra thành các dạng đấy cho thấy hai cái văn bản chính là luật giáo viên chức 2010 và luật giáo dục 2005 sửa đổi 2009, cũng như là một cái đề chung cùng làm trong một lớp một buổi, chúng ta thấy chia cho 3 khối đúng không, đều đồng đều như nhau cả thôi, chúng ta nhớ như vậy đó. Và người thấy 59 là phải là D nhá, thẩm quyền đối với trường nhà trẻ công lập cho phép thành lập nhà trường nhà trẻ dân lập tư thục, thì cái này với mầm non nó thấy là chủ tịch ban nhân cấp huyện em nhá, như vậy là D được chưa, 59 là D. Và chúng ta đi làm câu hỏi cuối cùng của mầm non, cũng là câu hỏi cuối cùng của người học ngày hôm nay đúng không, là câu hỏi 60. Theo văn bản hợp nhất số 04 thì quyết định đình chỉ hoạt động giáo dục thì phải được A công bố trên mạng xã hội, B công bố công khai, C công bố công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, D cả ba đáp án trên đều đúng. Thì xin mời các em. Và chúng ta cùng cố lên nhá. Đó, nhiều khi những cái đề nó xương này giúp chúng ta nó quyết tâm hơn nhá. À, nhiều khi cái sự dễ dàng quá là làm du chúng ta du ngủ, dễ ngủ men chiến thắng. Rồi khi vào cuộc thi chính thức rồi chúng ta lại không làm được, lại không đạt kết quả tốt, đúng không ạ? Đấy. Cuộc đời nó phải nhiều khi trải qua những cái cảm xúc, những cái gì nó ngã xong mình lại đứng dậy, nó quý hơn là mình cứ trên nhung lụa, đúng không ạ? Thì thi cử đấy vậy thôi, chúng ta cần có thể khi làm này chúng ta phải sai mà sau đi thi chúng ta biết là đấy biết lỡ ta sai rồi thì chúng ta làm đúng hơn, được chưa? Vâng, thì câu 60 này chúng ta chọn là C, công khai trên phương thông tin đại chúng em nhé, câu 60 là C. Như vậy là thầy đã hoàn thành bộ đề thứ nhất của các em, được chưa? Bộ đề thứ hai chúng ta sẽ hoàn thành sau và thầy sẽ gửi cái đáp án này cho em vào sáng mai cho các em nhé, được chưa? Thì như vậy trong dự kiến đầu chúng ta đến 11:15 nhưng bây giờ đến 11:30 rồi, cũng muộn rồi. Có lẽ chắc nội dung là thầy đã trao đổi hôm nay, thầy đã trao đổi với em với 2 ca. Ca thứ nhất là chúng ta hoàn thành xong các từ khóa của luật giáo dục 2005 sửa đổi 2009 từ điều 99 đến điều 120, bắt đầu từ 8:30 đến 10:35 đúng không ạ, chúng ta thấy là như vậy. Và chúng ta tiếp tục chữa bộ đề từ lúc 10:15 đến giờ thì thầy đã hoàn thành cái nội dung đúng chương trình với các em, thì rất mong các em dành thời gian lắng nghe học tập nhá, cố gắng làm đề được chưa, thì chúng ta cùng làm và học theo đúng cái kế hoạch mà thầy đã đưa ra cho các em nhá. Còn thầy ơi, về kế hoạch tập trung thì người ta đưa gửi cho các em rồi, các em phải đi thôi nhá, phải đi lắng nghe nắm bắt được quy chế bạn Thúy Nguyễn nhá, Thúy Nguyễn nhá, được chưa? À, thì chúng ta phải càng nắm bắt được chưa nhá, phải nắm bắt được. Bạn Lê Hồng Thúy thì cố gắng lên nhá, vấn đề này nó hơi khó thì cố gắng lần sau, được chưa? Vâng, mọi người cố gắng nhá, nhớ theo đúng kế hoạch và thực hiện như thế, cố gắng lên nhá, cố gắng lên, thầy tin là các em sẽ đạt kết quả tốt trong kỳ thi tới, được chưa? Rồi, chúc các em ngủ ngon, chào các em.